Uccacharanasampanno, Đức Thế Tôn hiểu Uccacharanasampanno, 7 ngày toàn đặt 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh sủ Tô bậc thanh bậc diệt đại quý đô, Đức Thế Tôn hiệu Lô Cá Quý Đô, bởi ngài Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi ngài có đức Purisatthammasarathi, Đức Thế Tôn hiệu Purisatthammasarathi, bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha Deva Manussanang, Đức Thế Tôn hiệu Sattha Deva Manussanang, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho, Đức Thế Tôn hiệu Buddho, bởi ngài giác ngộ lý tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phá-ga-wa-ti, Đức Thế Tôn hiệu Phá-ga-wa, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Na-thi-me-sa-ra-nang an-nhang, Bút-thô-me-sa-ra-nang-wa-rang, E-tê-na-sa-cha-wa-chê-na-ho-tu-me, Cha-ya-mang-ga-lang, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Xoa hoa kha tô pha ga hoa ta thăm mô, nghĩa là tánh tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã cầu truyền y theo chánh pháp. Thăm mô là pháp thánh có chính hạng bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanh đích thi cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc, bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. A ca lý cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. E hi ba si cô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ô Bá Na Di Cô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát Chát Tăng Quê Đi Tắp Bồ Quỳnh Nhu Hi là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy tự nơi tâm. Na Thi Mê Sa Ra Năng Anh Nhan Thấm Mô Mê Sa Ra Năng Quá Răng Ê Tê Na Sa Ta Quách Chê Na Hồ Tu Mê Cha Gia Măng Ga Lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, ý như lời chân thật này. Subhati Bano Phagavato Sawakasangho, tán là các bậc thinh văn đệ từ Phật, các ngài đã tu hành chính chẳng y theo chánh pháp. Nhà gia ba ti bàn u chu ba ti bàn đồ pha ga qua tô sa qua ca sang khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chẳng y theo thánh pháp. Nhà gia ba ti bàn đồ pha ga qua tô sa qua ca sang khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ban đô pha ga wa tô sa wa ca sang khô, tán lực bậc thinh văn đệ tử các ngài tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đăng chắc ta ri bô ri sa yu ga ni, tán nếu đem đôi thì có bốn bậc tán đã đặt đạo cùng quả tu đà quần. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, Tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, Tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Attha Purisa Buddhala, Tăng nếu đến chiếc thì có tam bậc, Tăng đã đắc đạo Tu Đà Quần, Tăng đã đắc quả Tu Đà Quần,
Đăng đà đắc đạo tư đà hàm, đăng đà đắc quả tư đà hàm, đăng đà đắc đạo a na hàm, đăng đà đắc quả a na hàm, đăng đà đắc đạo a la hán, đăng đà đắc quả a la hán. Ê sa pha ga wa to sa wa ca san kho, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật a hồ nay vô. Các ngài đang khỏ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa, đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồ nay vô, các ngài đáng thọ lãnh của tính thí mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đặt khi nay vô, các ngài đáng thọ lãnh của tính thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh chớ lý ca ni vô, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Puñyakkhetang Lokassa, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kỳ. Natthime saranam anyang sangho me saranam warang etena sakkhavacce na hotu me jayamang galang. Chẳng có chi đáng con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý bảo, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quạnh đà mi chê ti văn sập bằng sập bát tha nê su ba tích thi tăng xa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiên Bụt đà ru bằng sa ca lặng sa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đà tạo thờ trăng khắp mọi nơi. Thế tôn lời giải tỏa tường điều quảng tượng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào cảnh thoát lục qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào cảnh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào cảnh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sắp bê sát ta áo quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc ca hồn tu áp gia bách cha hồn tu á ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu a ro ga hồn tu sam bát ti hi sa mít chan tu su ki at ta năng đa ni a ran tu đúc khắp bát ta đúc kha pha yak bát ta chan ni pha ya su khắp bát ta chan ni su ca hồn tu sắp bề bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Dạ, bây giờ xin đạo tràng cùng với Meta tác bạch để xin thọ trì quy giới. U ca sa ma yang phàm tê quy sùng rạc khá na gia ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni dạ cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Ru ti dầm bi ma dằn phàn tê quý sùng rạp khá nát thà gia ti sa ra nê
na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhị, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng rạc ha na ta gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni dạ cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tám quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con xin dâng mít cho ngài Trí Đức để ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Chứ tiên cái lễ chư tôn tiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Mình chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Mình chào Sik Metta, Sik Cha Duyên, Quân Lâm Dì Đây, Sik Thi Lâm, Sik Khen Hòa, Đạo Hữu Tạm Úy, Đạo Hữu Chô Thế và Đạo Hữu Diệu Hiếu. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mong sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sang tăng sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ tỳ âm vi bồ đăng sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đồ tỳ âm vi đăng mong sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, đồ tỳ âm vi sang tăng sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, đà tỳ âm vi bồ đăng sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta tỳ âm vi đắc mong sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, ta tỳ âm vi sang khăn sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt đăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thăm mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đu ti dầm mi thăm mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, đu ti dầm mi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, ta ti dầm mi bút thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti dầm mi thăm mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, ta ti dầm mi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, tỳ sa ra na ca ha tăng ni thi tăng, các vị tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê dạ xin vâng. Ba na thi ba ta về rồi mà đi sẽ có bất năng tâm ma gia mi, con xin với những điều học là quy đánh xa sự sát sanh a đinh na đa na về rồi mà đi sẽ có bất năng tâm ma gia mi, con xin với những điều học là quy đánh xa sự trộm cắp
Kamesumichacharam Vedamadesikavudansamadhyami. Con xin mời giới điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mụ sa hoa đa về là mạnh đi sẽ co bất đăng sa ma đi giao mi. Con xin mời giới điều học là quy tránh xa sự nói dối sự ra mê ra giam mai chập vào mai đất hà nam về là mạnh đi sẽ co bất đăng sa ma đi giao mi. Con xin mấy giờ điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta về ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A di na đa na về ra ma ni sức kha ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame su mitcha chara Vê ramani sikha ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da Vê ramani sikha ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra ma ya ma chấp ba ma đát tha na về ra ma ni sức kha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Hi ma ni ban cha si kha ba da ni sa tu kang ka tu ang ba ma de na ni cha ka lang sam ra ti ta bang ki bậc tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng quy hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phạn tê dạ xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na phokatam badan, sile na niputin yanti tasmai, silang viso thay yem. Thế nhóm chân đi sinh về, cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sáng đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhóm niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thủ lành đi. Út ta mang ghê na hoàn đề hàng bà đá băng xâm. Qua rút ta mang bút thể vô khá lý tô đô sô bút hô. Khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thâm mạnh cho đu quý thần qua rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm hồ khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na hoành đề hằng sang khanh cha đô quy đốt ta măng sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vui phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin nhân mít cho ngài Trí Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng. Tu sắp mong galang đức hình tu sắp để qua ta sắp bụt hai nô pha về nữa sẽ đa số thi phụ quân tu tế phụ tu sắp mong galang
Rakhantu sabbadevata sabbathammanu bhavena sadasote bhavantu te bhavatu sabbamangalam. Rakhantu sabbadevata sabbasanghanu bhavena sadasote bhavantu te takhan phukhang. Có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp, do nhờ vai đức của chư Tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Te Athalatha Suvita Varunaham Bundasa Sane Roga Suvita Ho Thasa Sabbe Hinya Tipi. Cầu xin cho các tiền tiết cho lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các tiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm ngoại điều. Lòng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chí của sa la cấm măng, cập tắp bằng kí ri văn. Ma ma ca ye na wa cha, ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng. Ye sat ta san ni no at thi ye, cha sat ta san ni no ca tăng. Un nhà pha lăng mây hàng sắp bê, sa ghi pha hoàn tu tê. Ye tăng ca tăng su vi đi tăng định năng. Bùn nhà pha lăng mai già dê, cha tạc tha na cha nam thi. Đề hoa gánh tòa ni huệ đa dâm, sắp bề lô cầm hi dê. Sát ta chi hoàn ta ha, ra hê tu ca. Ma nhuôn nhăn phụ cha năng, sắp bề la phạm tu ma ma chê. Ta sa ti phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành do nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mai. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng, hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ làm chung hưởng được phước quý ổn dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng vậy nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng nhường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ a lòng. Người hàng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chật phạt ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng trí tục, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không nguyện niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê. Nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh còn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ, hoặc trung bình thật cao, không đồng nặng hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể, tất cả sinh linh còn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi hoàng tượng như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đưa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên dưới và quanh mình. Không hẹp hòi quan trại, không giận hờn quận thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này.
thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiện thụ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn, không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quát ca già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm ổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng đã cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì con đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, và con xin đạo tràng lắng lòng cùng với con để đọc bài kinh Thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma cha loka thi bát tì sa ham bát tì ca tan cha li an thi hoa rằng a cha cha tha san ti tha sát ta ba ra chắc ca cha ti ca đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng bát chăng sát thầm ma phê rình vi na dành cha ca dăng suốt tần cha bàn thằng a phi na tham ma chăm mang a cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đằng ba bồ tha này về bà ri sa và mắt chê. Phạm Thiên lòng kính thành cúng thịnh Phật những lời những chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vào lọc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thịnh dự pháp tự. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con xin dâng mic cho Ngài Liễu Tông để Ngài thử âm thanh. Dạ, con kính dâng mic cho Ngài. Nam mô Tát Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cận sĩ sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, chúng con nghe âm thanh cũng rất là rõ. Dạ, bây giờ con xin dâng mic lại cho Ngài Trí Đức. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thưa lẽ là Ngài Trí Đức đang bận rồi.
Hôm nay không có gì nào làm MC thôi. Quý vị có câu hỏi hay là có gì thắc mắc thì cứ chat lên, chúng tôi vừa và câu hỏi trả lời cũng được. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thân Ma giá, Nam mô Sangha giá. Con xin lãnh lễ ngài Lý Tông, con xin chào đạo tràng. Dạ hôm nay cho con phụ cô Metta để phụ ngài đọc câu hỏi, và quý vị đã trong đạo tràng có câu hỏi nào thì cứ lánh lên con sẽ đọc cho sư ạ. Dạ, dạ chưa có ai có câu hỏi, cho con xin hỏi sư ngài một câu là theo con biết là thiền là mình giữ chánh niệm và nương vào hơi thở của mình thở vào mình biết, mình thở vào mình thở ra, mình biết mình thở ra. Vậy theo sư thì cho những người mà mới tập tu như con thì làm cách nào để mà mình có thể thiền định một cách dễ dàng hơn sư, và cách nào để mà cho tụi con áp dụng được và có thể apply cho mỗi ngày ạ. Và con xin xin biết kêu, con xin cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Vì nên nhớ một điều, thiền là một cái loại thiện pháp, nó có năng lực rất là lớn, nhưng mà nếu mình đi sai đường thì cái hậu quả nó cũng bất khả tư nghị. Thế bây giờ trước khi hạ thủ công phu thì phải nghiên cứu một số vấn đề liên quan tới thiền chỉ và thiền quán nha. Rồi sau đó tìm một cái nơi mà có thiền sư đàng hoàng, tại vì mình là người bắt đầu bước vào cái chuyện đó, nó nhiều khi chứ không phải là chuyện dễ. Thì nhờ vì thiền sĩ đã hướng dẫn bước đầu để mình khỏi đi lạc. Với nhất mình khi mình vô mình trình một số cái điều kiện về cá nhân mình, để cái vị thiền sư đó có thể đoán ra cái cá tánh mình như thế nào và phù hợp với những loại đối tượng nào nên hành thiền chỉ hoặc là hành thiền minh sát. Rồi từ đó mình dựa vào cái sự hướng dẫn của vị thiền sư đó thì cái cơ hội là mình có thể có những cái pháp tiến bộ nó nhiều hơn là tự mình hành. Cái chuyện mà tự mình hành là chuyện rất là nguy hiểm, bởi vì mình chưa không có biết gì liên quan tới pháp học, pháp hành nó cái đó cũng mệt. Thì trong thời gian đầu tiên mà quý vị chưa có khả năng mà để tìm một cái nơi mà có thể thích hợp đó, quý vị nên vào Lật Thanh Tịnh Đạo đó đọc để tìm hiểu xem cá tính của mình như thế nào, và tìm hiểu xem những lời đối tượng liên quan tới thiền chỉ như thế nào hoặc là khác như thế nào. Rồi thường thường đó là mình mới thử được, chứ còn nếu không mà mình vô mình cứ nghe người ta nói hơi thở thì mình cứ hơi thở nó có cả ngàn chuyện để nói, chứ không một hai chuyện. Cái chuyện lớn không á, còn cái vấn đề hơi thở là nó có năm chuyện chứ không phải một chuyện hay hai chuyện. Chuyện lớn á, năm chuyện. Thứ nhất, hơi thở để hành thiền chỉ, hơi thở để hành thiền quán niệm thân, hơi thở để hành thiền quán niệm thọ, hơi thở để hành thiền quán niệm tâm, hơi thở để hành thiền quán niệm pháp. Thành ra nếu mình không có khả năng về pháp học thì chắc chắn là mình đứng trước ngã năm đường như vậy rất nguy hiểm ha. Thường thường quý vị nếu mà vị nào đây mà có từng đi hành thiền, để thường cái vị thiền sư để cho những cái loại đường mà có thể hành được cả thiền chỉ và thiền minh sát, để một hai ngày sau đó người ta dựa vào cái lời trình pháp của mình để ta biết mình nghiêng về cái loại nào. Nếu mình nghiêng về cái loại thiền chỉ thì người ta vị thiền sư để cho mình hành luôn cái đề mục đó với cái cách thiền của thiền chỉ. Nhưng mà nếu mình có cái chiều hướng mà là thiền minh sát
thì ông ta sẽ giải cách khác. Dù rằng với đối tượng đó nhưng mà cái cách quán khác, chứ không phải giống như cái điều mà mình hiểu từ xưa tới giờ. Thì như vậy đó thì cái cơ hội mình tránh được những cái sự nguy hiểm về cái vấn đề lạc thiền đó rất là tốt ha. Còn không đó mà lạc như trời, lạc vô rồi thôi chứ. Thì vừa đi vừa cười cười đó, chúng tôi hay dùng cái danh từ đó, mình mới vô là mình là hành giả. Cái chừng mình ra khỏi trường thiên thành hành giả họ tôn đó là mệt lắm ha. Nằm một hốt thà giá. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và Sa Thứ. Con cảm ơn Ngài ạ. Và trong đạo trang có quý vị nào có câu hỏi cho Ngài không ạ? Dạ, cũng chưa có quý vị nào có câu hỏi cho Ngài hết. Vậy cho con xin hỏi tiếp một câu nữa ạ. Bạch Ngài là giống như là con có một cái lịch trình để mà mình tự tu tập với Ngài. Giống như hôm trước con có hỏi Ngài là con biết được mỗi đêm con ngồi thiền được 10-15 phút để con định tâm, và sau đó con tụng một thời cầu an hay là sám hối, và sau đó con hồi hướng công đức. Theo sư thì cho những người Phật tử mà mới tập tu như con thì có nên lên một cái schedule để mà mình tu tập không ạ? Dạ, con xin cảm ơn sư ạ. Dạ, con xin xuống nước ạ. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư Tôn hiền giả. Kính thưa chư quý vị, có những cái đề mục mà mình có thể vừa tụng mà vừa hành được. Quý vị để ví dụ như tụng kinh lễ bái tam bảo đó, nếu mình hiểu đàng hoàng đó, ân chính ân đức Phật như thế nào, sáu ân đức Pháp như thế nào, sáu đức Tăng như thế nào, thì mình vẫn có thể hành cái phương pháp thiền chỉ về pháp môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc là niệm thêm một số cái điều kiện khác. Nhưng mà những cái đó thì phải coi cho nó kỹ, nằm tập. Nhưng mà nếu mình tự tập một mình á, thì khi mà thấy có cái trạng thái gì đó mà nó không bình thường là phải ngưng liền, chứ đừng có theo. Ngưng. Thấy hào quang nhán nhán mà khi mình kêu mình theo riết, mình thành hào quang nó bay luôn, không có nên. Bởi vì mấy cái đó mình thấy những cái limit đó là phần cần phải có cái gì kinh nghiệm. Vì thiền sư kinh nghiệm để giải thích cho mình nó là cái gì, nên theo hay không nên theo. Chứ còn nếu mà không thì rất nguy hiểm. Nên những cái chuyện như là tối đó mình tụng kinh lễ bái tam bảo, rồi mình ngồi mình nghĩ tới cái ân đức của Phật, chính ân đức à, hắn là như thế nào, sấm ma, sấm bố thô gì đó, bao nhiêu chuyện nó bao nhiêu thế nào, ân đức Pháp là như thế nào, thì bao nhiêu đó cũng là mình tập, cách mình tập. Mình nói mình tập thiền thì nó không chính xác, nhưng mà cái đó là tập niệm. Bởi vì muốn tập thiền á thì nó phải có trí tuệ mới tập thiền. Thường cái tâm mình là thuộc loại ly trí, có tâm thiền mà ly trí là phần đông. Nên tập từ đầu những cái mà dễ nhất là tập niệm ha, để cho cái tâm mình nó có năng lực. Khi nào có năng lực rồi đó thì mình mới nghiên cứu về vấn đề, một số vấn đề liên quan tới đối tượng. Ví dụ như mình muốn hành thiền minh sát thì phải những cái đôi liên quan tới đối tượng của thiền minh sát là gì. Nó có 72 loại tất cả, tức là quý vị coi trong cái tứ niệm xứ sẽ thấy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm với niệm pháp, cộng là 72 loại đối tượng khác nhau. Nếu mà mình có được cái hiểu biết đó thì mình mới hạ thủ công phu gọi là thiền. Nhưng mà thường thường là mình nên tập niệm tốt hơn là chưa hết mà vô thiền đó, coi chừng nó mất chữ hát lúc nào cũng hay. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thứ, con cảm ơn Ngài ạ. Dạ, quý vị nào có câu hỏi cho Ngài nữa không ạ? Hôm nay không có quý vị nào hỏi hết à. Ok, vậy con xin hỏi tiếp Ngài ạ. Dạ, bạch Ngài, lúc trước con có đi chùa Bắc Tông á, là họ tu bên Tịnh Độ, thì họ có
trong quý sư cứ nói là cứ niệm A Di Đà Phật là sẽ được ngài rước về cõi tịnh độ sau khi sau khi chết. Thì con thì lúc đầu thì con cứ con nghe theo và con cứ nương vào câu niệm Phật để cho mình ráng cố gắng để mà giống như là sau này mình chết mình sẽ được ngài cứu. Nhưng mà sau khi mà học hỏi và biết thêm về giáo lý của Phật thì con thấy nó hơi bị giống như là mê tín sư. Tại vì theo con nếu mà mình không học hỏi, mình không biết giáo lý của Phật, mình không biết tứ diệu đế là gì và mình không biết bát chánh đạo để mình nương vào mình tu tập, thì làm sao mà tự mình không có thể thay đổi được và tham sân si mình vẫn còn đó, mà làm sao mà mình có thể cứ nương vào câu niệm Phật để mà mình được được cứu sư. Mà con thấy giống như khó chịu là mà con không có nói được á, là cái có không bất an quý vị không có được, giống như không mê tín kiểu đó không có được, mà quý vị giống như mình phải tự tu tập, tự mình phải tự vào mình và mình tu học, chứ không phải là ai cứu độ mình hết. Giống như là trước khi ngài Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn thì ngài có nói với ngài Ananda là phải tự mình làm ngọn đuốc cho mình và tự mình soi sáng và tự mình phải nương vào chân lý của lời ngài dạy và phải tìm sự giải thoát cho mình. Dạ, con hơi dài dòng nhưng mà tiếng Việt của con thì rất là dở, con nói được cái gì thì con sẽ ráng cố gắng ạ. Con xin ngài giải thích giùm cho con ạ. Dạ, con xin xuống với các. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch nghe giả kính đưa cho quý vị. Nếu quý vị nào kêu quý vị niệm A Di Đà để hỏi cái A Di Đà ở chùa nào vậy, để tới đó họ gặp ông hỏi coi. Khi nào có chuyện tôi kêu ngài có cứu hay không, phải hỏi ở chùa nào chứ. Mình không biết ở chùa nào rồi mình làm sao anh biết là ông đó có hay không mà mình niệm ổng. Nên có những cái là nó không có phù hợp với nhân quả. Mình muốn học thì mình phải nghiên cứu, vì chúng ta nó phải học trước là vậy, là học trước số vấn đề nghiên cứu cho nó rõ ràng khi nào nó phù hợp, ít nhất là phải phù hợp với nhân quả. Còn nếu không, nói theo Đức Phật ngài dạy chư tăng đó, khi nghe cái điều gì đó nên y vào pháp và y vào luật. Nếu y lực đúng lực, y pháp đúng pháp thì nên tin, còn nếu không thì không nên tin. Bởi vì mình tin cái đó rất là nguy hiểm. Bởi vì thường thường nó có những cái gì mà người ta nói là Phật nhưng chắc chắn là không phải gì Phật. Thí dụ á, ví dụ như cái vị A Di Đà đó, nếu quý vị lên quý vị đánh lên rồi 48 lời nguyện á, chúng tôi thấy nó có nhiều lời nguyện lắm, nhưng mà nhiều nhất là 48, có khi 24, có khi gì cũng xong. Nhưng mà 48 lời nguyện tới xem ông đó thành Phật chưa, mà mình cứ kêu thành Phật hoài à. Nếu đọc xong 48 lời nguyện đó thì ông đó chưa thành Phật, bởi vì cái lời nguyện ông làm chưa xong thành Phật cho được thì ông chưa phải là Phật. Thế là mình phải tìm cái gì mà có lịch sử đàng hoàng, để lại giáo pháp cho mình đàng hoàng, lời dạy như thế nào thế nào, được truyền tụng bởi các chư vị thánh tăng ta hành theo thì mình nên tin. Chứ còn không mà mình tin ngàn xương kiểu đó mà lúc nó một cái thầy giá. Sa thú con cảm ơn ngài ạ. Dạ, mời An Nhiên 1282 cầm mic ạ. An Nhiên có câu hỏi nào với ngài thì An Nhiên cầm mic ha. Em xin xuống mic ạ. Alo, dạ cô. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính lĩnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, có nghe con không nhỉ? Da
Dạ con là lần đầu tiên mới cầm mic nên con không biết là con nói con. Dạ. Dạ cho con có câu hỏi là trước hết thì con xin lắng nghe ngày. Con hỏi là con cũng mới biết được bên cái đạo Nam truyền này, con thì cũng đem hết lòng tin để lên để Tam Bảo, con đã quy y, con đã bắt đầu học tập và học hỏi theo, nhưng mà thời gian được mấy tháng thì con thấy con cũng đổi, nhưng mà về con muốn cho mẹ con để cũng quy y Tam Bảo, nhưng mà con cũng mẹ con thì cũng lớn tuổi, khó khăn đi lại, không có lại chùa để xin quy y được á. Bạch ngài cho con hỏi là con phải làm thế nào để cho mẹ con về khi tuổi già để nương tựa về Tam Bảo vậy? Giống như con thì cũng mới biết thì con không biết như thế nào à. Dạ con xin cảm ơn ngài. Nam mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Đưa Chư Quý Vị. Thì không tới chùa được thì có rảnh tới cái chùa nào ở gần đó mời một cái vị sư tới. Nhưng mà trước hết thì phải tới cái chùa đó tìm cái vị sư đó đó, hay vị sư nào trong chùa đó có cái quyển sách mà nói cái điều kiện là quy y như thế nào. Thường thường nếu mà không có thì quý vị cứ lên cái website của Phật Pháp, đánh cái chữ là cư sĩ giới Pháp, có nhiều lắm, có nhiều cái vị viết, nhưng mà thường thường là chúng tôi thấy trên cái trang web của cái sư ngài giác giới đó, thì coi muốn quy y cho nó thành thì có những điều kiện gì, còn nếu không mà nếu mà không biết ở ngoại quốc hay ở Việt Nam, vô cái trang web của cái chùa Bửu Long cũng được. Thì cũng có những cái quyển sách mà nói quy Tam Bảo như thế nào của ngài Hộ Pháp, mình coi trong đó để khi mà mình quy cho nó thành tựu, chứ còn nếu không quy nó không thành, phải đúng điều kiện nó mới thành, chứ còn không coi chừng nó không thành. Thì rồi từ đó rồi cái mình học một số cái chuyện giống chúng tôi nói nãy đó, ân Đức Phật còn có những diện quyết pháp gì, thì tối ngày mình có niệm, tức là nghĩ tới ân Đức Phật. Niệm ở đây là mình dùng cái niệm của mình nghĩ tới A-la-hán hoặc là Bút-thô hay là gì đó, nhưng mà khi mình vậy đó, A-la-hán nó có bao nhiêu nghĩa, tại sao Đức Phật có cái tên gọi là A-la-hán, Bút-thô nó có bao nhiêu nghĩa, tại sao Đức Phật được xưng tụng là Bút-thô. Thì mình chỉ cần một hai cái điều kiện như là mình gái hoặc Đức Phật, Đức Pháp hoặc Đức Tăng cũng vậy. Thì trong sách, thường là những cái sách đó nó có giải thích hết. Để mình ráng cố gắng học số điều vậy đó, thì mình nằm một chỗ mình vẫn nghĩ tới ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng được. Chứ không phải gì cần phải đi chùa. Đi chùa là khi nào mình có đầy đủ sức khỏe, có phương tiện. Người có muốn cúng dường gì cho chùa, cho chư tăng thì hẳn tới đó rồi mới cần. Chứ còn mình nhờ ông sư tới chỉ cho mình số cái điều kiện đó sao mà tối sáng trưa rảnh là mình cứ nghĩ tới ân Đức Phật, Itibiso Phá Cá Hoa, thì Phá Hoa là gì đó, mình đọc Phá Hoa thì không biết nghĩa là gì, nghĩa gì. Nó đọc vậy đó, đọc câu Bali rồi nghĩ tới những cái ân đức đó có nghĩa là gì, tại sao gọi là Phá Hoa A-la-hán vậy đó. Thì mình cũng đã tạo được cái thiện pháp chứ làm cho có gì đâu, tu đâu cần phải đi tới chùa. Mình nếu có điều kiện thì mình hiểu biết được, học được một số điều kiện gì thì mình ở nhà mình vẫn có thể là hành được những cái điều đó. Bởi vì người tu thì đối với cư sĩ thì nó có ba chuyện lớn thôi, tức là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thì mình hành và học pháp là học tùy theo điều kiện của mình. Mình học mình phải hành. Ví dụ như mình học về ân Đức Phật thì mình hành là vậy, là khi mình tụng lễ bái Đức Phật, lễ bái Đức Pháp, lễ bái Đức Tăng gì đó là mình hành theo đó. Thì lúc đó nó phát sinh cho mình số cái điều kiện, mình đâu cần phải tới chùa mới tụng kinh mới xin giới ở đâu. Mình xin quy xong rồi mình học lòng mấy cái giới đó.
tối mình trước khi ngủ mình cũng có thể mình tới trước bàn Phật buổi sáng, buổi tối gì mình rảnh. Tới đó thì mình tự sinh thọ tam quy ngũ giới cũng được chứ có ở đâu. Đâu cần phải tới chùa. Cái quan trọng là bước đầu thôi, bước đầu mình học cho nó đàng hoàng để mình khi mình làm nó không có bị sơ suất, không có bị thiếu sót. Đó. Nên ra cứ vậy đi ha. Còn không thì mình có thể mình đi kiếm mấy quyển sách đó rồi mình đọc cho bây giờ nghe, hay là bây giờ thì đa số những cái quyển sách đó người ta cũng thâu xuống âm thanh MP3 hết, thì mình có điều kiện mình thâu xuống thì mở cho bà cụ ở nhà, ông cụ ở nhà nghe cũng được chứ có ai đâu ha. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con xin thành kính tri ân ngài. Dạ cho con, dạ con cũng chưa thấy có ai có câu hỏi, dạ con cho con hỏi thêm. Dạ con thì cũng có tham thảo khắp sách và học, nhưng mà mỗi ngày thì con vẫn dành một tiếng để sáng dậy sớm để cho mẹ con tập tam bảo. Nhưng mà con không biết là có thành tựu hay không, tại vì con nghĩ là tính sinh quy y thì mới thành tựu, con nghĩ sai. Nhưng con trong lòng con thì phát tâm là con muốn thỉnh mấy sư về giống như là tăng dài vậy, để cúng một cha tăng rồi xin cho mẹ con quy y đó. Thì như vậy con và bạch sư à. Dạ con xin cảm ơn. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thì như vậy cũng tốt, nhưng mà trước khi đó chúng ta nói tìm quyển sách để giải thích cho bài viết như thế nào. Bây giờ khi chưa tăng tới người ta chỉ đọc cho mình, ta cho quý vị cách ta đọc rồi mình lập theo người ta, bởi người ta nghĩ là mình mấy cái đó mình cũng hiểu rồi thì không có nên. Tự mình phải lo trước một số căn bản, tức là mình phải học để cho hiểu ân đức Phật, đức Pháp, đàn bấy nhiêu quy là quy cái gì, quy ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, chứ mình không quy đức Phật. Ngài niết bàn rồi quy, thành ra ngày nào mình cũng đọc đó. Quý vị nào vô room này thường nghe quý vị MC đọc ATV số Phật qua rằng sấm ma sấm bố thô đó, đó là ân đức của đức Phật. Cái sò kha tô Phật qua ta thâm mô đó, cái đó là ân của đức Pháp. Sự bà tì bà nô cái đó ăn đức tăng, mình là cư sĩ Phật tử mình đã biết ít nhất cái đó, bởi vì mình quy mấy cái gì đó rồi để biết những cái điều đó thì nó mới phù hợp. Chứ còn hỏi mà Phật tử hỏi đức Phật có bao nhiêu ân đức không biết, đức tăng có bao nhiêu ân đức không biết, đức pháp có bao nhiêu ân đức không biết luôn, vậy mình quy là quy cái gì à, hiểu vậy đó. Mình hiểu cho nó đúng là mình làm nó mới có kết quả. Chứ còn mình hiểu nó không đúng à. Khi nào mình có cái điều kiện vậy xong rồi mình mới thỉnh chư tăng, ông hai ông cũng được, cái gì không quan trọng. Bởi chùa cái đông này mình thỉnh nhiều được, chùa lỡ có một hai ông sư nhất tự di, bán nhất tự di sư rồi sao à, thì mình thỉnh tới thì ông cái vị sư đó thì họ chắc chắn họ mới biết cách làm, đang đó họ làm cho mình, giúp mình vậy đó. Thì sau khi mình quy y xong rồi đó thì từ đó sao mình tối mình tụng kinh, trước khi mình tụng kinh thì mình cũng thọ tam quy ngũ giới, tự thọ cũng được, tự thọ cũng được, không sao. Làm vậy mỗi ngày thì cái phước báo nó cũng nhiều chứ không ấy và chuyện nhỏ. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con xin thành kính chư ơn ngài dạ. Dạ dạ con cũng chưa thấy coi ai con có ai có câu hỏi. Dạ cho con thêm hỏi, cho con hỏi thêm vấn đề là con đã tìm hiểu được chánh pháp thì lúc trước cũng vì vô minh mà con, nhà con cũng không biết là thờ đủ thứ hết đó. Khi mà bây giờ con tìm hiểu và con học thì con thấy chỉ có đức bổn sư thì con đã có thỉnh về và con một vị thì con thờ và con cũng xin ngày nào cũng sám hối. Nhưng mà khi thỉnh về con cũng tự làm chứ con không có biết thầy để mà chúc phúc. Thì dì của con
Thầy nói con đi nghe lời ai mà làm cái chuyện bỏ hình ông Địa, ông Thần Tài hết. Rồi thầy con kêu một thầy khác về để cúng cho nhà con á. Nói con bị cái gì á. Rồi con không có tin. Nhưng mà con cũng không dám trả lời. Con sợ xúc phạm tới vị sư. Nên con cũng không có nói gì hết. Con làm theo ý con thôi à. Bây giờ con biết được chính pháp nên con không làm, nhưng mà vì con thì lại bị dính vô cái vấn đề đó. Dạ con xin cảm ơn thầy. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thì bữa nào rảnh thánh vị sư nào đó lại thuyết cho bà vị nghe chứ có ai đâu. Mình nói bà không nghe đâu, mình người trong nhà nó không nghe đâu. Mời vị sư hoặc nào rửa nào rủ ở đi chùa rồi vô hỏi mấy ông sư đi coi. Thần Tài Thủ Địa thờ được gì không, là nó có nên hay không nè, ông sư cũng dạy cho. Nhưng phải mấy vị sư có học có anh đàng hoàng chứ còn không họ nói thờ cái nào cũng tốt là đủ ra phiền nữa. Thì tìm vị cho mấy vị sư nào đó nhờ độ dùng bài gì cho nó chắc ăn. Chứ còn mình nói họ không có nghe đâu. Nhưng những cái hủ tục đó ở Việt Nam theo Tàu thử chấp bao nhiêu cả ngàn năm rồi ra nó dính trong đầu, thành ra lúc nào cũng chùa thờ nghĩa là không biết bao nhiêu vị, nghĩa là hãy nghe ai nói là Phật hãy cứ thờ mà không biết có phải thiệt hay không, làm những chuyện vô ích, nó không có lợi ích gì hết. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ con xin thành kính chư ngài. Dạ hiện tại thì con cũng gán học và thực hành theo để được sự an vui cho mẹ con và con. Thì nhưng mà vì con bây giờ bị nặng quá, bây giờ những vị sư đó, một vị sư đó là ở nhà nói nhà của dì con thì bị tà ma có dông theo tùm lum hết. Bây giờ vị đó không ở chùa mà xin qua ở nhà để bắt những con đó lại. Con qua con thấy con sợ quá, con đi về con thấy gì con thấy tội, nhưng mà con không biết làm sao để giúp được hết á. Giờ cái vị sư đó thì cũng ở trong một ngôi chùa thiền viện lớn, cũng giới thiệu mình là ở phía sau cái viện chủ, thầy viện chủ đó cũng có tiếng tăm lắm nên con cũng không dám nói. Nhưng mà giờ cái vị đó nói là xin ở tới qua Tết mới đi. Thì cái sinh hoạt hàng ngày con để ý, con thấy gì con hỏi thì sáng vẫn ăn uống, chiều vẫn ăn uống. Con nói nếu một vị giữ giới thì con thấy hút thuốc đồ nữa, con nói thì một vị giữ giới thì không có những hành động đó, thì con muốn cái sao cho gì con để bước ra khỏi cái vô minh đó, để cái sư đó thì con không dám đụng tới, thì con sợ sự bất kính mà không biết là như thế nào thôi. Là con kính sư chỉ với con để con biết con giúp cho gì con ra khỏi cái vô minh đó vậy. Dạ con xin cảm ơn chư ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kính và Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Ông sư thì phải ở chùa chứ ông sư mà xin cho ở nhà để làm gì đó là không phải tứ tu sĩ rồi. Tu sĩ thường bây giờ để gì vừa vào giới để biết ông sư như thế nào. Tu sĩ thường là mấy cái vụ mà sáng trưa chiều tối ngồi nhai bông bẻm là không phải rồi. Tu sĩ thì có giới của tu sĩ, ngay cả người đời cũng vậy đó. Lâu lâu vô chùa để tu gieo duyên, thọ tam quy tám giới rồi này kia đã không chịu rồi, mà tu sĩ mà chịu thế thì cũng không nên kính trọng làm gì. Thì thôi chuyện ta kệ thì mình đừng ấy, để khi nào tới cái lúc mà cái nghiệp nó theo kịp, nó dặn cổ cho anh lần thì họ sáng mắt ra thôi. Chuyện ta đừng đụng tới quan trái mệt. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Dạ con xin thành kính chư ơn, dạ con hiểu rõ con phải làm gì ạ. Dạ con xin cảm ơn chứ cho con xin quán an ngày nhiều sức khỏe để cho con được lợi lạc sự học tập thêm ạ. Dạ con xin xuống mít nhiều mít cho mấy anh chị hỏi tiếp. Dạ cảm ơn chị An Nhiên ạ. Dạ quý vị nào có câu hỏi cho ngài nữa không? Quý vị nào có, nếu không tiện thì cứ inbox cho Nguyên Pháp Luân Pháp sẽ đọc lên ạ. Dạ cũng chưa có vị nào hỏi hết, vậy con xin hỏi ngài thêm một câu nữa ạ. Theo một người Phật tử mà đã quy y rồi đó sư, thì mình có nên theo con biết thì đi chùa Nam Tông, đi chùa Bắc Tông thì họ nói là mình phải tụng giới at least một tháng một lần đó sư. Theo bên Nam Tông thì mình có phải tụng một tháng một lần hay là tụng lúc nào cũng được sư? Dạ con xin mời sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, mình thọ tam nguyên ngũ giới, và khi nào mình biết là cái giới nào hư thì mình xin lại giới đó thôi. Còn trường hợp mình không biết thì mỗi ngày thường ra chắc ăn nhất mỗi ngày sau buổi sáng xin sáng mặt trời mọc con xin thọ tam, tự thọ thôi chứ không cần phải có thầy truyền hết, tự thọ tam nguyên ngũ giới. Trong ngày đó cảm thấy đức giới nào thì tối xin lại một giới đó thôi cho nó trong sạch. Chứ còn bình thường thì nên xin mỗi buổi sáng á, mình xin thọ mỗi ngày đó, mỗi ngày ta thọ 24 tiếng, mình thọ 12 tiếng thôi. Yeah. Cái cách mà mình xin thọ tam nguyên giới để mình nhắc nhở mình đang xin để dân giữ cái điều học đó, nằm cái điều học đó. Cái đó là cách nhắc nhở, nếu mỗi ngày mình ráng cố gắng buổi sáng mình xin thọ vậy đó. Nếu nhà có bàn thờ Phật thì ra quỳ trước bàn thờ Phật rồi mình đánh lễ Đức Phật xong mình xin thọ, tao cũng tự thọ lấy, tao quay ngủ giới vậy đó. Ngày đấy nhắc nhở mình thôi, chứ còn nếu mình không có làm cho nó thành cái thói quen á, nhiều khi mình phạm giới mình không có biết, đức giới tùm lum mình cũng không có rõ. Khi nào mình tự xin riết tới những cái lúc mà mình muốn làm gì đó, mình nhớ mình hồi sáng mình này mình đã nguyện trước tôn tượng của Đức Phật là mình không làm điều này, mà giờ mình làm thì tự nhiên từ cái niệm mình nó mạnh lên thì mình mới giữ được. Chứ còn bình thường là mình xin rồi ra, xin xong rồi ra ngoài là phạm rồi đó. Anh đã nhớ để nó giúp cho mình có cái niệm thường xuyên trong cái vấn đề xin thọ tam nguyên ngũ giới, chứ không có phải là một tháng hai tháng, chỉ có chữ tăng giới chữ tăng thì mỗi nửa tháng tụng lần, tụng để nhắc nhở vì nào phạm cái gì đó thì sám hối vậy thôi. Còn của người đời thường không có, mình tùy theo nguyện xin mỗi ngày thì mỗi ngày mình xin lần tụng chân thường cho nó chắc ăn, chứ còn đâu phải mỗi tháng gì đâu. Người đời thì không có mấy cái đó. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ sa thư con cảm ơn sư ạ. Có quý vị nào có câu hỏi cho ngài nữa không ạ? Sao hôm nay vừa mình im dữ vậy ta? Ok, cho con hỏi thêm câu nữa sư. Bạch ngài, ví dụ như mẹ con nghe chị An Nhiên nói về mẹ, và con cũng nhớ tới về mẹ con là bạch ngài, là mẹ con đã bị tai biến 4 lần rồi. Dạ, và cái tai biến mới lần đây nữa thì bà hoàn toàn mất hết trí nhớ. Bà đã quy y rồi. Và bây giờ thì bà giống như là một đứa trẻ vậy đó sư. Giống như mấy người mà bị bệnh Alzheimer á. Lúc nhớ, lúc không nhớ, và lúc thì nhớ đâu thì nói đó vậy đó sư. Thì con có nghe quý ngài giảng thì con was wondering là
là ví dụ như bây giờ mẹ con mất đi trí nhớ giống vậy, thì bây giờ làm cách nào để cho mẹ con tạo được cái phước để cho bà sau này mà ví dụ như bà có mất thì bà cũng có một chút phước đức nào đó để mang theo. Dạ, con xin ngài trả lời giùm con ạ. Dạ, cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tàu Mẹ Gia Kinh Thừa Chư Quý Vị. Nhưng mà còn nhớ cách đọc chữ không? Nhớ đọc chữ thì tối tụng kinh đó. Đem quyển sách đưa cho bà, mình tụng chậm chậm để bà tụng theo đó. Mỗi ngày tụng chút một chút vậy đó. Nhiều khi cái phước là nó giúp cho mình cái trí nhớ nó khôi phục được. Không 100% nhưng mà cũng vài chục phần trăm cũng sao. Còn nếu không thì lúc nào mà rảnh thì mình đi kiếm mấy cái băng mà họ tụng lễ bái Tam Bảo 108 lần trên nét nhiều lắm. Rồi mình thâu xuống mình mở cho bà nghe vậy đó. Thay vì mình tụng kinh thì mình mở kinh nó cho bà nghe. Bà nghe từ từ nó quen cái âm thanh của tiếng Bali đó, nó quen. Thì giúp được thôi, chứ còn tại vì bị tai biến vậy mà người lớn tuổi nó khó recall được trí nhớ lắm, khó lắm. Chỉ có cách đó thôi. Mở băng cho nghe bà nghe. Lúc nào bà nằm vậy đó, hay là bà ấy gì đó biểu bà nghe. Nghe tụng Bali đấy lần nhiều khi cái thiện nghiệp nó theo, nó giúp không chừng. Cái đó là từ từ. Chứ còn bây giờ mà không tự đọc được mà cũng không có bị như vậy thì cũng khó lắm, chứ không phải dễ. Cứ tập tới coi, tập để cho bà nghe coi cái lúc bà nghe cái tâm bà nó có yên được hay không. Nếu được thì cứ cho bà nghe hoài vậy tốt. Nằm một cái thai vậy. Dạ, sa thư con xin cảm ơn ngài ạ. Dạ, có vị nào có câu hỏi cho ngài nữa không ạ? Dạ, không ai có câu hỏi cho ngài hết. Dạ, có quý vị nào có câu hỏi thì cứ cầm mic lên. Chắc hôm nay còn hỏi cả ngày luôn quá ngài ơi. Thôi cho con hỏi thêm một câu nữa. Dạ, con thì con mới biết về Phật giáo Nam truyền, và con cảm thấy mình giống như là lúc trước đó, ngài giống như hay bị, tại vì con đi chùa như ngài nói là như con đã trình trước là với ngài bên Bắc Tông thì cứ giảng về niệm Phật là đủ rồi. Nhưng mà sau khi con qua bên lớp Pao Talk và học Bali thì con thấy mình giống như là bị mê tín vậy đó sư. Mình không có cái knowledge để mà mình giống như là thoát ra nếu mà con không có biết tới về Phật giáo Nam truyền đó này. Thì ví dụ như bây giờ giống như trong nhà con đó, thì quý gia đình cũng vẫn còn đi chùa bên Bắc Tông, thì nói chung ở bên Mỹ thì chùa Bắc Tông nhiều hơn chùa Nam Tông. Bên especially bên cái thành phố con ở thì chỉ có Bắc Tông thôi, và có một chùa Nam Tông là chùa của quý ngài Thái Lan, và con cũng đi chùa bên quý ngài Thái Lan nhiều hơn là bên quý ngài bên Bắc Tông. Dạ, và cho con hỏi là nếu mà con giống như từ Bắc Tông rồi qua Nam Tông giống vậy thì con có cái phạm cái luật gì không vậy ngài? Dạ, con xin
Cung kính ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị đi lạc đường này đi trở lại chứ có gì đâu phạm như ông phạm. Cái đó là một trong 10 phương pháp tạo phước, nếu mà trong cái tập thiện nghiệp đó là cải chánh tri kiến, thì là mình từ xưa giờ mình hiểu sai, hiểu và hiểu lầm, thì bây giờ mình làm sao thì cái sự hiểu biết mình nó ngay thẳng đúng đường vậy nó tốt. Chứ còn nếu mình cứ tiếp tục mà mình sợ phạm này phạm kia, thật sự không có phạm gì cả. Lý do gì hiểu là khi nào một cái tâm là thiện pháp thì nó phải cho cái quả ăn vui thôi. Còn nếu mà tối ngày mình cứ mình sợ thì lúc đó cái tâm mình là ác pháp mà không có lợi gì cả. Không có lợi gì đó. Thành ra cứ theo những cái điều gì mình ấy, nhưng mà mình qua năm truyền thì phải học kinh điển, trở lại phải ráng xuyên học chút để cho theo kịp người ta. Chứ còn nếu không thì cũng qua thời gian thì cũng tối ngày cái Nam Mô Bổn Thầy giá hoài không có nên. Phải học cho hiểu một số cái điều kiện về của giáo pháp Đức Phật. Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thư con cảm ơn ngài ạ. Dạ có Bô Hi có câu hỏi. Bạch ngài, Đức Phật giảng tạng vi diệu pháp vào hạ nào, và đó có phải là tạng vi diệu pháp được giảng dạy ngày nay không ạ? Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, Đức Phật theo kinh điển Đức Phật lên cùng trời thuyết về vi diệu pháp vào hạ thứ bảy. Hạ thứ bảy của ngài, ngài lên đó ngài thuyết để độ cái vị chư thiên mà tiền thân của cái vị chư thiên đó là bà Hoàng Hậu Ma Gia, tức là mẹ của Bồ Tát. Nhưng mà cái tạng mà ngài thuyết trên đó nó vi tế dữ lắm. Còn cái tạng mà chúng ta học cái này đó là chỉ là tóm tắt mà thôi. Tóm tắt, khi mà tóm tắt như vậy thì mình chỉ học được cái lõi thôi, chứ mình không học nhiều giống như mấy anh chị thiên hay là mấy cái gì mà có nhiều cái trí tuệ giống như ngài Sariputta hay là những ngài xưa đó. Thành ra cái của mình học chỉ đủ, nghĩa là 84.000 bài pháp của Đức Phật thuyết đó, để lại cho chúng sinh đó, là đủ để mình đi ra khỏi cái luân hồi này, khỏi ta bà. Bởi cái tuổi thọ mình thời buổi này nó ngắn, thời Đức Phật thì tuổi thọ con người khoảng 100 thôi, nó ngắn. Thành là nếu mà ngài đem nguyên cái tạng mà ngài thuyết trên đó xuống thì thôi chứ. Quý vị biết theo cái chú giải á, chú giải nói ngài thuyết trên đó họ thí dụ thôi, một cái phẩm thôi, một phẩm nghĩa là bộ cuối cùng đó, bộ đại sứ đó, nó có sáu phần tất cả, mà ở cái phần đầu tiên không đó, mà phần đầu tiên không trong cái bộ đó, đó theo chú giải đó, nếu mà con người ta mỗi ngày mà có thể nói được 10.000 câu cần câu pháp 10.000 câu vậy đó, thì con người phải cần một tuổi thọ là 100.000 tuổi mới đọc hết cái quyển đó, một quyển, một phần của cái quyển đó mà thôi, tức là cái bộ đại sứ đó có 6 phần tất cả, mà chúng ta thì chỉ học chưa tới 1/6 nữa quý vị, rất là ít ỏi. Thành ra cái mà ngài thuyết trên cái cung trời đó, bởi vì ngài thuyết cái âm thanh của ngài mình ở đây đó là mình trong một giây thì mình nói được mấy chữ thôi, chứ còn ngài thuyết một giây của ngài thì một âm thanh ngài là 28 chữ tất cả, tích tắc bốn cái tích tắc vậy đó, tức là ngài nhanh lắm, ngài nói thì ngài nói nhanh đó. Mà thuyết trong vòng có mấy phút trên đó thôi quý vị, cái này 3 tháng trên đó có mấy phút à. Thành ra chư thiên được lợi lạc nhiều. Nam mô Bổn Thầy Giá. Ngài thuyết cái hạ thứ bảy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông.
con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn cô Như Quang đã cho con biết tín hiệu. Và con làm thị giả cho Ngài ạ, tại Christina có nhờ con. Dạ, sa thú. Dạ, cảm ơn Christina. Dạ, con xin đọc câu hỏi của một đạo hữu Diệu Hiếu. Sa thú là gì? Dạ, con kính dâng mít lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Đó là cái sự trả lời khi mình đồng ý để việc làm người ta. Còn thường tiếng Việt mình dịch là lạnh thai, tức là xả thú. Cái chữ xả thú là DH chứ không phải TH, xả thú. Người ta làm được việc hay thì mình xả thú, tức là mình tiếng Việt dịch là lạnh thai, nghe nó không hay. Anh đã để nguyên chữ về xả thú, tức là mình đồng ý với cái chuyện của người ta, đồng ý chuyện đó với một cái tâm thiện, tâm là tùy ý phước báo với cái điều đó, là xả thú. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con không biết là đạo hữu Diệu Hiếu có nghe được câu trả lời của Ngài. Dạ, con đã thấy đạo hữu. Dạ, con xin cảm ơn Ngài. Dạ, cảm ơn đạo hữu đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi về phần trả lời câu hỏi của Ngài Vũ Tông ngày hôm nay. Dạ, kính mong quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài, hay là có thể chat chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời. Vì những câu hỏi của quý đạo hữu sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ngày hôm nay ạ. Không biết có vị nào có câu hỏi không? Con mới vô, con cũng chưa có câu hỏi. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Kính mời đạo tràng. Kính mời con thấy trong room cũng rất là đông. Dạ, con kính mời quý đạo hữu ạ. Không có ai có câu hỏi hết. Dạ thưa Ngài, con thường nghe Ngài dạy đó, là khi mà mình cũng như về thiền đi, cũng như là những khi mà mình làm những hành động của mình làm, thì mình biết là mình làm, ví dụ như là để con nói sao cho nó rõ thôi. Cũng như bây giờ khi mà mình hay biết những cái dòng suy nghĩ xấu của mình đi Ngài, thì khi mà mình nhận thức ra, mà ví dụ nó khởi lên rồi mình nhận thức được cái đó là cái tâm xấu, thì có nghĩa là có thể là mình có niệm không Ngài? Dạ. Xin Ngài chỉ dạy cho con được rõ ạ. Khi mình nhận biết được cái tâm xấu, tâm tham đồ này nọ đó, thì cái đó có phải là mình có niệm không? Dạ, con kính dâng mít lại cho Ngài để Ngài giảng dạy câu hỏi của con ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mà biết rõ ràng á là thì biết rõ ràng thì mới gọi là có niệm, mà biết nó như thế nào thì con vừa có niệm vừa có trí tuệ. Bởi vì thường thường cái tâm mình là tâm ác, mà mình biết cái tâm mình có tâm ác, mà biết cái kiểu chế định đó, thì thường chỉ có niệm không mà thôi. Nhưng mà cái niệm đó này nó là cái niệm thông thường. Niệm có hai loại, niệm thông thường và niệm tức là niệm thông thường thì nó có chế định pháp là đối tượng, mà niệm mà mình tập đó, thì thường nó có thực tính pháp là đối tượng. Hai cái đó có gì phải để khác nhau. Mà thường thường là chúng ta chỉ có niệm, nhưng mà ít khi chúng ta có trí tuệ lắm. Bởi vì hàng ngày chúng ta đối diện với chế định pháp nhiều hơn là thực tính pháp.
Nhưng mà ráng cố gắng để khi nào mình nhận dạng một số cái điều kiện mà lệ thật cái tâm của mình vào rằng mình nhận dạng với cái chế định này nữa thì nó cũng giúp cho mình tạo thiện pháp như thường. Bởi cái thiện pháp nó lên nhờ cái dòng động tốc là thiện pháp nó mới biết được cái tâm của ác pháp. Thế còn những cái biết khác thì chưa chắc. Ví dụ như nhiều người nói thở ra biết thở vô, cái đó chưa chắc là có niệm. Bởi vì biết thở ra biết thở vô cái tâm ác nó vẫn biết như thường. Ví dụ như chó nó thở ra thở vô nó biết không? Biết thì không biết. Vì tưởng nó không biết, vì là bình mũi nó táp mình không? Không cho nó thở nó táp không? Vẫn biết không biết. Bởi vì cái thở mình nó tâm nào cũng có thể biết được đó. Nhưng mình biết với điều kiện nào thì cái đó mới là thiện pháp. Còn mình biết cái thông thường thì chúng sanh nào cũng có thể biết được đó. Điều nó không nói cho mình nghe được, nó biết cái gì chứ thật sự ra mình nói mình thở ra thở vô mình không biết cho được, phải không? Nhưng biết cái kiểu nào, cái quan trọng là biết cái kiểu nào. Thì cứ tập đi tập, thí dụ mình nhận dạng được ác pháp là tâm biết là tâm thiện, là mà tâm thiện là đa số là nghe là tâm thiện là có niệm trong đó, nhưng mà còn có tệ hay không là chuyện khác. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Sa cứu dạ con kính tri ơn ngài rất là nhiều ạ. Dạ con không biết quý đạo hữu có câu hỏi không ạ? Dạ nếu mà không có câu hỏi thì con xin hỏi tiếp ạ. Dạ thưa ngài, khi mà con biết là con thấy có câu hỏi, dạ con xin đọc câu hỏi trước ạ. Dạ con mới biết đến với Phật giáo Nguyên Thủy. Con xin hỏi nếu con theo Bắc Tông, theo gia đình, nhưng con mới biết đến Nguyên Thủy, con rất thích, con vẫn đi chùa Bắc Tông vì mẹ con và gia đình, xong con muốn practice Nguyên Thủy, vậy con tìm sách đọc để đọc kinh, và như vậy con có tội không? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính dâng mít lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ kính cảm ơn đạo trang. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Có hai chữ mà chúng ta dùng, chúng ta nhiều khi chúng ta không hiểu. Chữ thứ nhất chữ tội, thứ hai chữ phước ạ. Tội là gì? Tội là cái hành động mà có thể làm cho đưa đến cái sự đau khổ, tức là tội là ác pháp. Còn nếu phước á, là cái hành động mà đưa tới cái sự an vui, tức là thiện pháp. Thì bây giờ mình đi bất cứ cái chùa nào đi nữa, hỏi có tội hay không, nếu mình đi cái chùa đó mà cái tâm mình là tâm bất thiện thì là có tội. Còn cái tâm mình là tâm thiện thì cái đó có phước. Nhưng mà khi mình làm đó, mình làm với cái tâm nào, ví dụ như bây giờ đó, người ta biểu mình làm cái chuyện đó như vậy vậy, mình cấm đầu cấm cổ, mình tin là mình làm, dầu rằng cái đó nó không phải là sự thật, nó không phải là lời Phật dạy, thì mình làm cái đó mình làm với cái tâm giả nào, không thể làm với tâm thiện được, bởi vì mình đã không biết thì làm sao làm với tâm thiện được. Nên mình theo cái nào phải nghiên cứu coi nó đúng theo nhân quả hay không, rồi lúc đó mình mới hành theo, thì như vậy thì mình mới tạo phước được. Thành ra có nhiều người đi chùa cả đời không biết mình sai lại do tại sao, bởi không có khả năng để suy xét những cái điều mà mình đối diện hàng ngày. Thành ra muốn gì đời trước hết là phải học, học một số điều căn bản liên quan tới cái đó. Thì bây giờ đó có thể là mình không có cơ hội để mình biết cái kinh điển nào là kinh thiệt, kinh nào kinh giả, thì mình dựa vào những cái bậc mà mình biết theo Phật giáo Nam truyền mà nổi tiếng, mà có nhân quyền viết một số quyển sách đó, mình đọc cái đó thì mình sẽ hiểu. Mình hiểu rồi những dây sóc như vậy đó, đúng đúng hay không đúng, đúng mà. Bởi vì cái người mà
viết sách đó, ít nhất phải họ phải có cái sự hiểu biết, dù là cái sự hiểu biết đó nó sai đi nữa cũng phải có sự hiểu biết. Bởi vì sự hiểu biết nó sai do từ đâu, do từ cái sự học hỏi của nó ở trong cái điều kiện đó. Ví dụ như mình đi theo cái tôn giáo nào thì mình học hỏi theo tôn giáo đó, thì mình viết sách ra thì nó phải sai. Sai chứ, theo cái đạo đó, cái sự hướng dẫn của đạo đó thì nó phải sai, chứ không thể nó là đúng. Bởi vì chân lý thì không thể có hai được ha. Thành ra những cái loại sách mà viết về cái lời dạy Đức Phật á, nó phải ở cái chỗ mà mình có thể tìm được ở những cái vị mà có học hỏi đàng hoàng thì viết ra. Đó. Thì bây giờ đó, quý vị cứ lên, nếu quý vị không có khả năng mà tìm ở mấy cái chùa Việt Nam thì quý vị có thể tới mấy chùa Thái, chùa Miến Điện, chùa Miên, chùa Lào gì cũng được. Quý vị có thể không đọc cái được ngôn ngữ của họ, nhưng quý vị nói với nhà sư đó cho tôi cái quyển Tụng Kinh Lễ Bái Tam Bảo, biểu họ viết bằng cái tiếng Bali mà viết theo kiểu Romance, tức là alphabet của mình đó. Thì họ sẽ đưa cho quý vị quyển đó, quý vị đọc. Bởi vì đa số những cái chùa mà ở ngoại quốc á, dù là chùa là chùa Thái, chùa Miên là họ đều có những cái loại sách để viết cho người địa phương đọc đó. Thì đạo của đâu quý vị thấy như thế nào, thế nào đâu. Còn nếu không thì trên vô nhờ Google nè, mới biết cái gì thì vô Google nhiều lắm. Đó. Vô Google. Còn nếu mà muốn tìm sách cho nó phù hợp với cái điều kiện mà mình đọc và mình không sợ đó, thì những cái trang web của Phật giáo Nguyên Thủy đó thì quý vị cứ vô. Đó. Nếu cái quyển sách mà viết của Miến Điện viết đây, quý vị sẽ đánh chữ nibbana.com thì nó ra. Những website họ dịch kinh điển ra tiếng Anh rất là nhiều. Còn nếu quý vị có đọc sách của mấy ông sư thiền sư của Việt Nam á, mấy ngày xưa giống như ngài Hộ Tông hay là ngài Bổ Chất này kia, xong quý vị đánh chữ trung tâm hộ tông .org. Trung tâm hộ tông .org và quý vị sẽ tìm được rất nhiều loại sách mà liên quan tới lời dạy của Đức Phật theo hệ Nguyên Thủy. Còn một số cái khác nữa cũng có, nhưng mà những cái khác đó có thể là nó chưa, nó có thể dính vào đó một số cái sách của các hệ khác, nên là chúng tôi không có giới, không có nói ra đây. Là những loại sách chính thức như vậy đó, hay là cái trang web của cái chùa Bửu Quang vậy, Phật giáo Nguyên Thủy .org thì cũng có nhiều sách của các ngài như ngài Bửu Chân hay là ngài Hậu Tông hay là ngài ngài Lễ Giới Nghiêm rồi đó, nhiều lắm. Nhiều tiệm nó đọc để hiểu xem mình đi con đường như thế nào, và những loại sách đó mình đọc để mình tìm hiểu xem cái khả năng hiểu biết mình nó có chính xác hay không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, không biết đạo hữu Diệu Hiếu có còn thắc mắc gì không ạ? Dạ, nếu mà đạo hữu Diệu Hiếu có thắc, dạ con thấy đạo hữu đã, con xin đảnh lễ cảm ơn ngài. Dạ, nếu mà đạo hữu còn thắc mắc thì có thể hỏi tiếp ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, không biết còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, trong khi chờ đợi câu hỏi của quý đạo hữu, con xin hỏi ngài, dạ thưa ngài, con nghe nói là có bốn loại tâm thiện đó ngài. Một cái là thiện thánh, thiện phàm, thiện dục và thiện thiền. Dạ kính thưa ngài, con kính ngài giải thích giùm con cái bốn cái tâm này ạ.
Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con kính con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, cô Nguyên đang lặp lại đi, hình như nó hơi dịch dịch cái máy sư, nghe không rõ. Nam mô Bổn Thầy, dạ. À, Nam mô Bổn Thầy, dạ. Dạ con không biết ngài có nghe được âm thanh của con rõ chưa ạ? Dạ không biết quý đạo hữu có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không? Dạ cho con xin tín hiệu. Dạ con kính cảm ơn ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Châu Thí trước ạ. À, kính bạch ngài. Kính bạch ngài kinh Tên Ngu Mộc Sừng. Đức Phật dạy nên sống một mình như tê ngu một sừng hay như cái sừng con tê ngu thưa ngài. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, giống như cái sừng của con tê ngu á, con tê giác. Giống cái sừng nó tự tại vậy đó, nó không dính dấp tới cái gì khác. Còn nếu mà nó sống như con tê ngu một sừng thì cái đó nó không có rõ, bởi vì con tê ngu nó vẫn chung đụng như những con tê ngu khác, chứ không phải là nó không chung đụng. Nên nhớ con tê ngu nó không có sống một mình được, không phải chung đụng với những con khác, nó cũng đi thành đàn như vậy đó. Thành ra khi Đức Phật dạy, nghĩa là cái tư cách mình giống như cái sừng của con tê ngu vậy đó, nghĩa là không có tự thân mình lo, tự cái gì cũng tự mình hết đó, đừng có nghiêng qua nghiêng lại, đừng có ấy hết, không giống như cái sừng của con thiên ngu, chứ không phải là giống như con thiên ngu một sừng, thiên ngu một sừng nhưng mà nó vẫn sống chung đụng như người khác, cho nó đỡ sống một mình nó được. Nam mô Bổn Thầy, dạ. À, Nam mô Bổn Thầy, dạ. Dạ con đã thấy đạo hữu sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ con kính mời quý đạo hữu tiếp tục đặt câu hỏi ha. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con có thắc mắc, con có đọc với ngài là bốn loại tâm thiện: thiện thánh, thiện phàm, thiện dục, thiện thiền. Dạ kính con kính xin ngài giải thích giùm con bốn cái tâm thiện này á ngài. Dạ con xin xuống mít ra, con kính dâng mít lại cho ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự thì chúng tôi không có biết cái gì là viết theo cái kiền ngã nào, nhưng mà thiện, tâm thiện á, còn thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế, đó là bốn cách, ha, bốn cách. Tức là thiện dục giới, tức là tám tâm đại thiện đó, nếu quý vị học gì pháp gì đấy, tám tâm đại thiện gọi là thiện dục giới, năm tâm thiện sắc giới thì gọi là thiện thiện sắc giới, bốn tâm thiện vô sắc thì gọi là tâm thiện thiện vô sắc, và bốn tâm đạo tức là tâm thiện, nó có bốn loại vậy đó, tùy theo mình nhìn ở chỗ nào. Cá nhân thì chúng ta thì chưa đắc thiện là không thể nào có tâm thiện sắc giới hay vô sắc giới, mà chúng ta cũng chưa đắc đạo thành ra cũng không thể nào có tâm thiện siêu thế cả, thành ra chỉ có tâm thiện hiệp thế mà thôi. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, dạ sa thú, dạ sa thú con kính tri ân ngài ạ. À. À, dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ kính mời quý vị có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chết chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Quý vị đừng có ngại, quý cô chú đừng có ngại, cứ đặt những câu hỏi, những thắc mắc của mình. Mỗi người đều có thắc mắc, đừng có ngại là mình đặt câu hỏi sai hay gì hết. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ một người sau khi mất, sao lại cúng thất 49 ngày sau khi mất đi, đâu đầu thai theo nghiệp liền hay ở gần người thân? Dạ con
Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ kính, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự con người ta khi mà tâm tử phát sanh là có cảnh giới khác liền, tức là tâm tái tục tiếp theo tâm ấy liền. Bởi vì nếu bộ đại sứ đó thì tâm tử và tâm tục sinh đó, là nó gọi là sẽ quá ná, không phải anantara, tức là vô gián á, nghĩa là không có gì ấy đó. Nếu mình tật thở ở đây thì theo cái nghiệp của mình, cái nghiệp đó nó cho mình tục sanh ở cái xứ nào thì mình xuất hiện ngay cái xứ đó, thực hiện tích tắc vậy đó. Còn cái chuyện mà cúng 49 ngày là do một số cái hệ của Bắc truyền, nhất là cái hệ của Tây Tạng á, thì họ nói lãng giảng lãng giảng đâu đó 49 ngày rồi ấy, thật sự không có lãng giảng đâu cả, đi liền. Nhưng mà sở dĩ nhiều khi chúng ta thấy lãng giảng đó, người đó cũng sanh vào cảnh giới mới rồi, nhưng mà sanh làm ngạ quỷ đó, người dính mắc tài sản, dính mắc gia đình rồi này kia, làm đi tới lui. Nhưng mà thường đi tới lui là nó sinh phước nhiều hơn là nó đi nó nhát mình. Nhưng mà thấy mình nó mình nghe tới ma là mình sợ, mình ra mình tưởng nó nhát mình chứ nó không có nhát gì đó. Thì tới lui là cái sinh phước, tức là quý vị nào thấy thân nhân mà lãng giảng thì là biết anh già sanh về cõi ngạ quỷ rồi đó. Làm phước để hồi hướng phước báo thì để cho ngạ quỷ đó nó được siêu sanh nhận cảnh được. Chứ còn mình mà cái kêu thầy bói, thầy bùa, thầy ếm, thầy lậu này kêu xong là chết sớm nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con, trước hết con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng. Dạ không biết là đạo hữu Diệu Hiếu có còn thắc mắc gì không ạ? Dạ không biết đạo hữu Diệu Hiếu còn có nghe câu trả lời của ngài có còn thắc mắc gì không? Nếu còn thắc mắc thì có thể tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ trong khi chờ đợi, dạ con kính mời mọi người đặt câu hỏi ạ. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu Giang Nhật Hà. Bạch ngài, xin ngài giảng rõ hơn về tâm vô nhân. Dạ con kính mít lại cho ngài ạ. Cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hay dạ kính thưa chư quý vị, tâm vô nhân ở đây là nhớ chữ nhân ở chỗ này đó là nhân động sanh, tức là nó có sáu cái nhân mà gọi là nhân động sanh đó. Sống bây giờ ta hệ tụ trong vô tại thụ sáu cái nhân đó, đó là về bất thiện thì có ba tham sân si, về thiện pháp thì có ba vô tham vô sân và vô si. Thành ra khi nói về tâm vô nhân tức là cái tâm đó khi nó phát sanh nó không có sáu cái tâm, sáu cái nhân động sanh đi theo nó, tức là sáu nhân là vô tham sân si, vô tham vô sân vô si cho nó, thành ra nó gọi là tâm vô nhân. Chứ cái tâm nào mà nó phát sanh nó đều phải có cái nhân nó mới phát sanh được chứ. Nếu mà mình hiểu không có kỹ mình nói tại sao cái tâm nó không có nhân sao nó sanh được. Cái tâm vô nhân tức là nó không có sáu cái nhân động sanh đi theo nó mà thôi. Thì sáu cái nhân đó, cái tâm vô nhân đó nó có tất cả là 18 cái tâm, 18 tâm nó không có nhân, nó không có sáu cái anh đó đi theo. Gồm có 7 cái tâm, nó là quả của bất thiện, 8 tâm là quả của thiện, thiện pháp, và 3 cái tâm thì nó không phải là quả của ai cả, tại vì nó là tâm di tác. Thì 18 tâm vô nhân có 3 cái tâm di tác, tức là tâm ngũ môn hướng tâm, rồi ý môn hướng tâm, rồi tới cái tâm vi tiếu, đó là 3 cái tâm chỉ tác thì ta vô nhân. Còn tới 7 cái tâm quả vô nhân tức là quả của 12 tâm bất thiện đó. 12 tâm bất thiện khi mà
mình làm rồi đó, tới chừng nó cho quả trong thời bình nhật á, thì nó có 7, tức là thấy ngang gửi ném rồi đó. Còn nó cho quả trong thời tái tục thì có 1, mà nhớ 12 tâm bất thiện thì cho quả trong thời tái tục chỉ có 1 thôi. Còn 18 cái tâm, còn 8 cái tâm vô nhân kia nó là quả của thiện pháp. Tức là thấy ngang gửi ném là mà đối với đối tượng tốt đó, nó là quả của thiện pháp. Nhưng mà thiện pháp thì nó có nhiều quả hơn, nhưng mà nói về vô nhân thì nó có 8, còn hữu nhân thì nó cũng có 4 ạ. Thật ra nói sơ tâm vô nhân là vậy, tức là khi cái tâm nó phát sanh đó, ví dụ như hai tâm nhận thức phát sanh thì nó không có tham sân si thì theo nó đó, mà nó cũng không có vô tham vô sân với trí tuệ đi theo nữa. Hai tâm nhĩ thức đâu vậy, là tâm 18 cái tâm đó khi phát sanh là không có trong 6 cái loại nhân đó đồng sanh với nó. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con đã thấy đạo hữu Giang Nhật Hà, sa thú rồi ạ. Dạ cảm ơn đồng hữu đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Quý cô chú có thể chết chát trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mong quý đạo hữu cùng tham gia, vì những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi thì con có một thắc mắc ngài. Thí dụ như một người mà đã mất đó ngài, khi mà người ta mất rồi thì người ta nhập vô một người nào đó trong mình đó ngài, thì cái đó mình có thể nghĩ như thế nào có ngài? Ngài cái đó là người ta đã hóa sanh đúng không ngài? Con ngài có thể giải thích cho con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con tại vì con nghe ngài nói là thường là khi mà người mất đó, thì người ta sẽ đi tái sanh liền, thì cái đó như vậy thì mình sẽ nghĩ như thế nào ạ? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tổ nguyện, dạ kính thưa chư quý vị, thì tắt thở thì tái sanh liền, tục sanh liền chứ đâu có chờ ai đâu. Nhưng mà sanh về những cái cõi nó có thể làm phiền người còn sống ở lại được, ví dụ cõi ngạ quỷ Atula hay là chư thiên. Chư thiên mà đọa xứ, tức là mấy ông thần hoàng thổ địa gần gần mình, chư thiên đọa xứ. Người nào mình nói nó nhập, nhưng thật sự là nó gá vô rồi nó dùng cái năng lực của nó làm cho mình, cái người bị nó gá vô đó có trạng thái như vậy đó. Có trạng thái như vậy đó, thành ra mình nói là nhập chứ nhập gì. Nó mà nhập vô đâu được, nó chỉ gá vô thôi. Hoặc là những cái chúng sanh nó không có gá vô cái thân của người khác được, mà nó dùng cái năng lực giống như thôi miên vậy đó. Nó làm cho người mà nó muốn kiếm chuyện có những cái trạng thái khác nhau. Ví dụ như là ngồi khóc đã, cười lên rỉ rồi này kia sùm. Do cái người khuất mặt, tức là cái chúng sanh mà mới sanh, thân nhân của mình cũng có, người quan trái với mình cũng có, sanh lại những cái cõi mà có thể nó quan trái cho mình được hay nó gái vô cái thân của mình, nghĩa là nó dùng cái năng lực chúng sanh quá sanh, nó có những cái năng lực mà mình không có hiểu được, nó dùng năng lực vậy để giống như nó thôi miên mình để nó điều khiển mình vậy đó, còn mình gọi là nhập chứ nó không nhập gì được. Nam mô Bồ Tát giác. Nam mô Bích Tha Giá, chính tri ân ngài đã giải câu hỏi của con ạ. Dạ cái này có phải câu hỏi không ạ? Dạ con không biết đạo hữu Diệu Hiếu, đây là câu hỏi để hỏi ngài đúng không ạ? Dạ nếu mà đúng thì dạ con xin đọc câu hỏi, tại vì Nguyên Trang bỏ dấu không có đọc mà không có dấu, sợ đọc không chính xác. Dạ con cố gắng, con sẽ cố gắng ạ. Vậy có cần giữ xác trong vòng 8 tiếng? Giữ xác trong vòng 8 tiếng không được đụng vào vì người thân sẽ bị đau.
Dạ con cảm ơn cô Như Quang rất là nhiều ạ. Dạ sau đây con kính dâng bích lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi của đạo hữu Diệu Hiếu ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra để giữ làm gì cho mệt, nhưng mà thường thường người ta để lại là tại sao người ta giữ, tại vì thì chưa chết hẳn đó. Có những người chết một hai ngày, nó chết chứ thật sự chưa chết. Một hai ngày nó tỉnh lại đó, mấy người đó chưa chết, nhưng mà có những cái trường hợp như vậy đó, thành ra người ta đó, có cái khuynh hướng là người ta giữ bao lâu để xem biết chắc là nó chết hay không. Chứ còn ấy cơ bởi có nhiều người đó, mình thật sự là mình nói chết chứ thật sự cái cơ thể không có chết. Chưa chết, ngoài là không chết, chưa chết. Nằm, nhiều khi nằm cái ngại tỉnh lại không chừng. Cái đó chưa chết, chết là chết luôn chứ làm gì mà thấy được. Nhưng mà thường có những cái trường hợp cho mình không có biết được chết chưa. Nhiều khi máy đo, mà có máy đo đó mà nói là chết rồi nhưng mà chưa chắc. Không ai dài biết được cái đó cả. Thành nó muốn cho chắc chắn nên họ có những người không nghĩ rồi nên giữ lại là mấy tiếng để ấy thôi, rồi cái nó thành một cái truyền thống này, có nhiều chỗ phải giữ vậy đó, đụng vào người ta nghe chết đau đạo gì, nếu mà chết rồi ấy rồi, còn nếu không chết nó làm sao biết đau được, còn là nếu bất tỉnh là bất tỉnh sâu như vậy làm sao biết đau được, mà sợ chỉ sợ cái là họ chỉ mới bất tỉnh thôi, rồi mình tưởng chết rồi mình đem chôn đem đốt rồi thì mới rồi, chứ còn họ mới lúc tỉnh là họ mới biết đau thôi, chứ còn nếu mà họ vẫn còn bất tỉnh thì họ đâu biết đau được đâu mà đau. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng câu giảng dạy câu hỏi của đạo là của cô đạo hữu Diệu Hiếu ạ. Dạ nếu mà cô còn thắc mắc thì cô cứ việc chết chát trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính bạch ngài, những nguyên nhân nào làm tâm bất thiện phát sanh, kính ngài giảng dạy. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống bích ạ. Con kính dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nguyên nhân chính đó là để cho cái tâm bất thiện nó phát sanh, tức là yoniso manasikara, tức là không có khả năng, không có khả năng như lý tác ý. Nhưng mà cái mà không có khả năng như lý tác ý như vậy đó, nó phát sanh từ đâu? Cái quan trọng đó là cái đó là nó phát sanh từ đâu? Thành ra nếu mà mình không có như ý được đó, không có phát sanh vật vô đi sổm nasika đã phát sanh đó, tức là nhân mà không có như lý tắc ý đó, là thứ nhất bộ phê akata bunyata, tức là không Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con thấy ngài hello. Nam mô Bổn Thầy giá. Hello hello. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quang. Dạ con ngài đã rớt mic. Dạ không, hồi đúng không ạ? Hồi nãy con nghe cái âm thanh của ngài bị đứt quãng rồi sau đó mất luôn. Dạ đúng rồi, không nghe tiếng của ngài nữa. Dạ để coi ngài còn trong Zoom không ạ. Dạ mọi người có thấy ngài trong Zoom không ạ? Nguyên Trang không thấy ngài ở trong Zoom. Dạ không biết mọi người có thấy còn thấy ngài trong Zoom không? Không. Dạ con không có thấy ngài, ngài Lữ Tông trong Zoom. Ồ chắc ngài bị văng ra ngoài rồi, một là mất điện hay là mất
Dạ con kính mời đạo tràng chờ một chút xíu ạ. Các ngài bị mất mất mạng, mất đường nét rồi. Sư sẽ trở lại. Dạ con kính cảm ơn dạ. Dạ con không biết là cái này là phải chú Phan Quang Liên là kỳ con gặp bên Việt Nam không ạ? Dạ nếu phải con kính chào chú. Dạ dạ con kính chào chú. Dạ con kính gửi xin thăm hỏi thăm sức khỏe chú với cô ạ. Dạ con thấy bàn tay của ngài. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Hello, bị rất nét nếu mà không thấy ai chat gì hết thành ra không có biết, thì nhưng nó đá mình ra rồi mình mới biết rất nét. Bây giờ nghe lại chưa? Hello, nghe lại rồi. Tiếp tục cái câu trả lời câu hỏi nãy đó. Cái nhân mà làm cho thiện pháp phát sanh nó gọi là Ajoniso Manasikara. Ajoniso Manasikara mà anh vô ni sổ mà nó má xì cà rá nó phát sanh thì nó có nằm cái nguyên nhân à, chúng tôi kể lúc chúng tôi kể chắc là quý vị không có được nghe, và nó có tất cả nằm cái nguyên nhân tất cả, thì nằm cái nguyên nhân đó chúng tôi kể lại thì hy vọng quý vị cái gì hỏi nghe. Thứ nhất là bồ phê a cà tạ bu nhá ta, tức là không có tích trữ phước báo từ kiếp trước. Cái thứ hai là apatiru và đi xa qua xa, tức là ở trong cái xứ không nên ở. Cái thứ ba là Asapuri Sanisaya, tức là không có thân cận bậc thượng trí thức. Cái thứ năm là Asatthamma Savana, tức là không được nghe và học hỏi theo chánh pháp. Thứ sáu là Atasamitsa Vanithi, tức là không giữ mình theo lẽ chánh. Đó, tức là năm cái điều đó làm cho Yoniso Manasikara phát sanh. Đó. Thì trong đời hiện tại thì nó có năm cái nhân. Ý bốn nhân, còn cái nhân mà không tích trữ phước báo từ kiếp trước là cái nhân thuộc về nhân quá khứ. Thành ra khi mà chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện đó thì thường thường là thiện pháp không thể có khả năng phát sanh, mà chỉ là bất thiện pháp mà thôi. Đa số trong đời chúng ta bị bất thiện pháp phát sanh nếu chúng ta ở trong có năm cái điều kiện đó. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con đã thấy đạo hữu Châu Thị. Dạ sa thú con kính tri ân ngài. Hồi nãy con có thấy. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Hiếu. Con còn ngủ, khi ngủ phải nằm nghiêng bên phải thì đúng hay bên nào cũng được? Dạ con đọc câu của cô như quen. Còn ngủ khi ngủ phải nằm nghiêng bên phải thì đúng hay bên nào cũng được, vì con có nghe lập phải nằm ngủ như Đức Phật thì mới đúng, trong khi ngủ thì rất khó mà nằm cho đúng như bổn sư. Dạ con kính cảm ơn đạo hữu Diệu Hiếu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiện dạ kính thưa chư quý vị. Nằm ngủ mà nghe bên phải giống như thế ngủ của Đức Phật đó thì là tốt nhất, tại vì nó giúp mình chữa được nhiều bệnh lắm. Chúng tôi ngày xưa đó, chúng tôi thường ngủ nằm ngửa, nhưng mà sau này lớn lên đó, nó bị giống như nó bị bệnh chuyển đó quý vị, nặng ngực. Thì chúng tôi tập nằm kiểu đó, nằm riết bây giờ nó khỏe đè. Quý vị nào không tin thì tập thử mới biết được. Tại vì lý do đó khi mình nằm nghiêng bên trái thì thường nó đè cái tim của mình, khuya ngủ khó thở hay là có bị nhiều chuyện khác. Nhưng mà nằm bên phải thì cái tim nó không bị đè. Cái thứ hai nữa đó là mới nằm thì nó khó chịu lắm, nhưng mà quý vị nằm thời gian sau nó rất dễ. Quý vị thứ nhất là quý vị nào ngái nhiều đó, quý vị nằm cái kiểu bên phải vậy đó,
nó không còn ngái giống giống như bình thường nữa. Thử vài cái biết cái nào, còn tùy theo cái điều kiện mà về sức khỏe của mình đó, thì vì tốt nhất là hỏi bác sĩ mà nè, gia đình của mình để coi mình bị như vậy vậy đó thì họ có đề nghị gì thì nên theo. Còn bình thường nếu mà không có gì cả, bình thường thì cứ nằm theo kiểu Đức Phật nằm thì tốt nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi. Dạ con không biết cô, dạ không biết đạo hữu Diệu Hiếu có còn thắc mắc gì không ạ? À? Dạ con thấy đạo hữu đã, con xin cảm ơn ngài và kính cảm ơn đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu Giang Nhật Hà. Bạch ngài, xin ngài giảng rõ hơn. Tại sao những vị sắp đắc đạo về cõi cao hơn chỉ sống được trong vòng 7 ngày thôi ạ? À? Giống trường hợp Hoàng hậu Maya. Dạ, con... con xin dâng bích lại cho ngài. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó có nhiều cái liên quan đến vấn đề mà tiền nghiệp hoặc là nguyện của họ trong quá khứ thì cho những cái vị mà cao vậy đó, chứ không có chỗ nào nói là sắp đắc đạo cao hơn rồi trong vòng 7 ngày, không có cái đó. Chỉ có cái bậc cuối cùng đó là bậc A-la-hán đó, nếu mà là phạm nhân mà đắc A-la-hán đó thì không phải sống 7 ngày rồi, chỉ sống được có một ngày mà thôi, tức là trong ngày hôm đó nếu đắc đạo. Bây giờ thì chỉ sống tới mặt trời mọc, ngày hôm sau là đi, bởi vì theo chú giải thì cái sự trong sạch của cái bậc tứ thánh quả đó gọi là A-la-hán, thì cái cốt cách của phạm nhân không có khả năng mà mang nổi đâu. Hành thường nếu mà không có tu tức là sẽ đi đoạn tụ. Đi đoạn tụ trong ngày hôm đó là vậy đó, một ngày thôi, theo kinh điển một ngày. Một ngày thì đi, chứ còn không có chỗ nào mà nói là sắp đắc đạo về có con trong 3 ngày, không có đâu. Trường hợp bà Hoàng hậu Maya đó là nghĩa là nó có nhiều chuyện mà để người ta question lắm, nhưng mà mình không có sự hiểu biết nhiều nên không nên đặt vấn đề gì nó ấy. Bởi vì có giải thích là nghĩa là cái nguyện của bà là muốn làm được mẹ của một cái vị Phật như vậy đó, thì không sống là không có gì đó nhiều chuyện lắm. Thành bà chỉ sống trong cái đó để cho cái sự trong sạch của bà nó được hoàn hảo vậy mà. Còn không ở lại đó thì có chồng đó thì nhiều chuyện lắm. Mình ra đại khái chú giải nói vậy đó, mình cũng rõ là như thế nào, nhưng mà không có cái vụ mà chị sắp đắc đạo cao hơn trong vòng 7 ngày thì không có. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con đã thấy đạo hữu Giang Nhật Hà. Sa thú ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Diệu Hiếu. Nếu một vị tăng hay người phàm sau khi chết có xa loại hiện thánh. Dạ con xin đọc lại, con không biết bỏ dấu sao. Dạ con cảm ơn xá lợi. Dạ con cảm ơn. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Cảm ơn cô Như Quang. Nếu một vị tăng hay người phàm sau khi chết có xá lợi, vậy có phải đã hiện thánh? Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Dạ con kính cảm ơn cô Như Quang, cô đạo hữu Tâm Hạnh đã cho con biết được, đã bấm được cho con ạ. Dạ con xin xuống bích ạ.
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Ngoài trừ Đức Phật còn mấy cái gì khác nếu có nguyện hạnh mới để lại sở lợi mà phải là bậc thánh kia. Còn mình không biết cái gì đó có phải bậc thánh hay không, người phàm mà cái đồn sở lợi là chuyện tào lao hỏi mất thì giờ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con kính cảm ơn ngài. Dạ xin cô xin đạo hữu Diệu Hiếu đặt câu hỏi khác ha. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Có thể chép chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Thời gian cũng không còn nhiều, bây giờ mình chỉ còn lại có 25 phút thôi ạ. Dạ nên con kính mời quý cô chú cứ lên giơ lên tay lên hỏi về những thắc mắc của mình ạ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm ạ. Dạ con cũng chưa thấy câu hỏi. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chết chát trên màn hình ạ. Dạ thưa ngài. Trong khi chờ đợi câu hỏi đó ngài, con có một cái câu thắc mắc ạ. Con nghe nói khi tại vì nói về xá lợi là ngài thì có một vị cho con xá lợi và cũng như là nói con thờ đó ngài. Thì thật ra con cũng tại vì con cũng nghe mà ở trong trong kinh hay là chư tăng cũng giảng dạy đó là xá lợi của Đức Phật hay là thánh tăng đồ này nó cũng rất là khó, cũng không có mà dễ có mà xá lợi để mình thờ đồ này đó, nên con rất là sợ ngài, con không dám và dạ, con trả lời thì con muốn biết là cũng như là thật ra những cái xá lợi đó là ở đâu mà có ngài, hay là nó khi mà mình không biết gì hết mà mình thờ nó có con thấy nó hình như nó hơi không biết nói làm sao, nó có vẻ như là mình dị đoan đúng không ngài, và con kính mong ngài có thể chỉ dạy cho con, và con cũng sợ con thấy cái đó có sao con cũng sợ ngài, và con xin xuống mít dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự các bậc thánh hồi xưa ta để lại những cái mình gọi là xá lợi đó. Nếu mà của bậc thánh tư thiệt hay của Đức Phật á, quý vị không có tư cách gì mà có được đâu được. Ngày xưa ta có ta tạo tháp ta thờ, tháp mà lỡ có sập thì chư thiên ta cũng thỉnh về các cung trời ta thờ, và ở đó mà ta để ra lọt tới mình à. Không có chuyện đó đâu quý vị ha. Rồi những cái mà được chư thiên đỉnh cung trời hoặc còn ở những cái tháp mà được tôn thờ như thế này đó, phải từ năm 2000 năm 400 mấy chục năm nữa đó sẽ tụ tập ở Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ đó. Trong kinh điển đó là tụ tập thành cái hình Đức Phật biểu diễn song thông rồi âm nằm lửa tê cho tha tụ tự động xuất hiện để thiêu hết tất cả những cái phần đó, là mất luôn tất cả mọi chuyện liên quan tới Đức Phật. Chứ ở đó bây giờ mình làm gì mình có ấy, thấy chưa? Hồi ngài chưa đắc đạo quả, ngài mới cắt tóc, ngài quăng thập phạm tiên đó, với ông vua trời đó, giói tài xuống thỉnh cái đó về thờ trên mấy cung trời rồi. Ở đó tới lúc mà ngài mất, ngài thiêu để sẽ lợi, mình có khả năng là mình có sẽ lợi à. Là quý vị đừng có tin những cái chuyện đó mà công mệnh lắm.
Cái thứ hai đó quý vị mà lỡ có thứ thiệt đó quý vị được cái cục mà thiệt đó là quý vị phải tạo tháp mà thờ đó, chứ không có ở đó mà nói chuyện mà đem để trong nhà. Anh đã đừng có tin mấy chuyện nó tùm lum tà lao nó mệt lắm. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài, ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Và sau đây con kính mời Đạo Tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Tại vì thời gian không còn bao lâu nữa, chỉ còn có 20 phút nữa thôi ạ. Chỉ còn vài câu hỏi nữa thôi là nghĩ là không là hết giờ rồi ạ. Dạ con kính mời mọi người có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat chat trên màn hình nè. Dạ con chưa thấy câu hỏi. Dạ thưa ngài, bây giờ không có ai đặt câu hỏi, dạ con cũng con đặt câu hỏi, con xin hỏi cái câu thắc mắc của con. Dạ như hồi nãy mà ngài giảng dạy của câu hỏi của con đó ngài, khi mà mình nhận biết được cái tâm xấu của mình thì cũng như là ngài nói là mình cũng có niệm, nhưng mà cũng như là còn sâu hay không thì anh thua là cái sự hiểu biết của mình nữa. Thì khi mà mình nhận biết cái lộ trình tâm của mình nó đã đi một cái nó đã đi qua nhiều giai đoạn đó ngài. Nhưng mà khi mình nhận biết như vậy thì cũng như là mình cũng không nói là sao ta. Để con ráng con nhưng con thấy là khi mình nhận biết có nhiều khi á ngài, mình nhận biết liền nhưng mà có nhiều khi là cái chuyện mà nó xảy ra rồi cái mình giận lên xong rồi đó ngài, thì mình mới cũng như, nhưng mà mình không có làm gì hết, nhưng mà mình vẫn như mình cũng giận, mình cũng sân lên, rồi mình thấy được cái tâm cái xấu của mình đi. Rồi hay là những khi mà người khác người ta làm những cái chuyện xấu đó ngài, thì mình nhìn được cái khi mình thấy được cái tâm đó là mình, con không biết nói làm sao ta, là mình cầm mình làm sao mà mình, con làm thế nào được phát triển cho cái tâm mà cái tâm niệm nó mạnh hơn nữa ngài. Ví dụ mình nhìn nó được rồi, rồi mình cũng thấy là những cái sai trái của mình, rồi những cái cũng như là mình thấy là mình không nên làm những cái tâm đó, những cái bất thiện đó. Mà sau bắt đầu khi mà con thấy là khi mà mình học như vậy đó, mình hiểu được như vậy, thì con thấy mỗi lần mà mình khởi lên một cái gì đó là đa số là hình như là bất thiện nhiều ngày, thì thường là những cái chuyện gì xảy ra đó con hay mình ngừng lại để mình suy nghĩ chút xíu, để mình cũng như là giải quyết một cái vấn đề gì đó. Ngài có thể chỉ cho con thêm là mình làm thế nào mà mình để mình phát triển thêm những cái niệm của mình cho nó mạnh hơn nữa đó ngài. Dạ dạ con hơi nói vòng vòng, dạ con xin dâng nút lại cho ngài, dạ con xin sám hối với ngài trước ạ. Dạ con xin xuống nút ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra quý vị phải học cái về thực tính pháp cho nó đầy đủ thì quý vị mới nhận dạng được nó. Còn cái mình nhận dạng lâu lâu là mình nhận dạng theo một cái chiều hướng, mình thấy là người ta nói cái đó xấu, tự nhiên cái tâm mình nó có trạng thái đó, mình chỉ biết đó là xấu chứ chưa chắc là mình đã biết thực sự cái tâm đó nó có cái gì. Bởi vì mỗi cái pháp nó phát sanh nó đều có cái gọi là chập thủ lắc hà nạ đó, tức là có trạng thái, có điều kiện, có nhân gần nhân xa, thì mình biết được cái nhân gần đó, thì mình mới có thể giúp được mình biết cái đó là cái gì. Còn nếu mình không biết thường là mình không thể nào mà nhận dạng nó một cách chính xác được đó. Ví dụ rất dễ hiểu á, mình ngồi đây cái mình nghe tiếng động cái mình quay đầu để mình coi cái đó là cái gì,
thì hỏi cái nhân nào mà làm cho cái đầu mình nó quay. Thường thường là mình đổ thừa là nói là tại có tiếng động, tôi muốn biết tiếng động gì nữa, tôi quay đầu. Nói cái đó là nói chơi, nói thiệt nó không có đúng. Tại sao gọi là không có đúng? Bởi vì nó qua một cái tiến trình tâm hàng ngàn ngàn tỷ cái lộ trình tâm rồi. Bởi vì nghe tiếng động cái rồi cái tâm nó phát khởi lên, nó muốn biết cái gì đó. Tức là nếu mà cái người mà hành đàng hoàng đó thì khởi cái tâm muốn biết là phải biết cái tâm mình lúc đó đang có tham rồi. Cái sự muốn biết đó là, nhưng mình đâu có biết. Là khi mà muốn biết cái gì rồi đó là cái tắc ý nó phát sanh, cái muốn biết cái gì là tắc ý muốn quay đầu để xem đó là cái gì. Thì cái tắc ý quay đầu nó mới làm phát sanh chất gió mới làm cái đầu mình nó quay. Nó qua hàng ngàn chuyện như vậy đó. Thì mình nói mình nói tôi biết có tham rồi, trời ơi, nói thiệt là nó không có đúng theo cái pháp mà Đức Phật dạy. Pháp Đức Phật dạy, pháp niệm tâm, nó tâm có tham, biết có tham, sao biết không. Nó qua biết bao nhiêu chuyện mà mình phải biết nhận dạng thực tánh của nó, qua trà tụ lắc hà nạ của nó. Tức là qua bốn cái điều kiện mà để nhận dạng cái pháp đó, mình mới biết nó là cái gì, chứ không cho anh biết được. Thấy không? Thằng nói chuyện mình nghe tiếng động là mình quay đầu để coi cái tiếng động đó là gì không đó. Thì cái nhân mà làm cái đầu quay là chất gió, cái trạng thái gió nó chuyển động chứ không phải là cái tiếng động. Mình tưởng thì lại tiếng động cái đầu mình nó quay, không phải. Đó là nó phải nhận dạng được mấy cái đó rồi mình mới biết cái tâm có tham, biết có tham, có gì đó thì mới biết được. Chứ còn không có biết đâu ha. Đó, nhiều khi mình vô lên rồi mình nghe năm ba điều bốn chuyện cái mình nhớ trạng thái vậy, tự nhiên cái tâm mình bữa nào nó có cái đó cái mình biết liền, cái mình tưởng mình biết, không phải đâu. Cái đó là tưởng vẫn còn tưởng không người lái đó, chứ không phải là tưởng thường. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ sau đây con kính mời quý cô chú cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Giờ mình cũng gần hết giờ rồi. Dạ cũng không còn thời gian nhiều nữa. Nên kính mời ạ, kính mời quý thầu hữu ạ. Dạ chưa có câu hỏi. Dạ con kính mời quý cô chú ạ cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ không biết quý cô chú còn câu hỏi có thể chết chat trên màn hình. Thi Lâm có câu hỏi không? Thi Lâm, mời Thi Lâm nè. Dạ con kính mời. Không ai đặt câu hỏi hết. Con cũng để con dạ con kính mời đạo tràng ạ. Con không thấy câu hỏi gì hết. Chắc hết câu hỏi rồi. Cô Kim có câu hỏi không cô Kim? Con kính mời cô Kim. Con kính mời mọi người ạ. Dạ cảm ơn đạo hữu Châu Thi rất là nhiều ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Kính bạch ngài, làm sao để chúng con những người Phật tử tại gia có thể sống ly dục ạ? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thầy giả kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Cái người sống ở đâu mà có thể gọi là sống ly dục là người đó đang hành tứ niệm xứ đó. Tùy theo cái điều kiện của mình đó. Khi mà mình biết nghĩa là hai thuần thục cách một trong những cái cách quán đó, thì mình sẽ thể sống ly dục được. Bởi vì khi mà cái dục, cái ngũ dục của mình đó,
mà nó phát sanh là nó liên hệ tới một số cái điều kiện về sắc thinh hương vị xúc rồi này kia em dùng đó. Nếu mà khi nào mà nó vừa xuất hiện ở cái căn của mình đó, hay nói là những cái sắc thần nó xúc vô sắc thần kinh đó, mà mình có khả năng mình nhận dạng được nó chỗ đó, tức là người đó đó bắt đầu cái đời sống rồi được gọi là ly dục. Bởi vì không có để cho mấy cái đó nó làm cái điều kiện hay cái nhân duyên cho các pháp khác đó, nó phát sanh. Bởi vì nên nhớ là trong nhân duyên đó, chỉ cần lúc đó quý vị chỉ có cái vô minh thôi là nó đưa tới một dọc bao nhiêu chuyện xảy ra. Thành ra khi mà cái mình không có thể kiểm soát được những cái mà nó vô nó xúc trong mắt tai mũi lưỡi thần ý của mình thì chắc chắn nó phải đưa tới phiền não. Mà nãy nó đưa tới phiền não là tại vì năm cái sự ngã chấp trong cái sáu cái đối tượng mà nó dính vô mắt tai mũi lưỡi thần ý của mình. Mà khi nó dính mắt về thì mình có ở trong chùa cũng không thể gọi là ly dục, mình có vô rừng cũng không thể gọi là ly dục. Nên ly dục là làm thế nào để mình ngăn ngừa khi mà những cái đó nó vô nó tiếp xúc, mà mình có khả năng để mình quan sát nó, để làm cho các thiện pháp nó phát sanh, để nó biết những cái đó là cái gì, điều kiện như thế nào này kia, em sùng theo nhân tiến trình nhân quả đó, thì lúc đó được gọi là sống ly dục. Thì mình ở tại gia nếu mà có khả năng thì vẫn có thể sống ly dục được như thường. Chứ còn nếu mà mình không có cái sự hiểu biết tối thiểu như vậy đó, thì bây giờ mình có sống ở chùa thì cũng không thể gọi là sống ly dục được, chứ đừng nói là tại gia ha. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ sa thú, dạ sa thú. Dạ con thấy đạo hữu Chô Thi đã sa thú con, kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi rất nhiều ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Chỉ còn 5 phút nữa thôi ạ. Chỉ còn vài phút nữa thôi là sẽ hết giờ của ngài. Nên kính mong quý cô chú có thể đặt câu hỏi, những thắc mắc của mình ạ. Có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chết chắc trên màn hình. Và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con cũng chưa thấy dạ chưa thấy câu hỏi ạ. Dạ thưa ngài, con không có ai đặt câu hỏi, và con xin hỏi ạ. Dạ thưa ngài, thường đó hàng ngày thì mình nghe nói là tham, mình thường ba cái là tham sân si, thì trong ba cái tham sân si, cái nào là xấu nhất ngài, cái nào là dạ con kính mong ngài giảng dạy cho con. Dạ con xin xuống đất. Nam mô Bổn Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiện dạ, kính thưa chư quý vị, cả ba cái đều xấu hết, mình nói cái nào xấu nhất cũng không được, thì theo cái chỗ nó phát sanh. Đó. Ví dụ mình nói cái tham đi, hỏi nó có xấu nhất không? Nếu tham mà nó là cái nhân đưa tới khổ, tức là nó là một trong bốn cái điều trong tứ đế đó, thì cái tham đó nó phải là xấu nhất rồi. Nhưng mà nếu mình nói về nhân duyên thì do cái vô minh nó mới dẫn tới tham, thì cái đó nó cũng xấu nhất, là tùy theo mình nói là trong cái điều kiện của nó. Chứ giờ mình hỏi cái nào xấu nhất thì rất khó xếp hạng của nó lắm. Và cái đó là nó tương đồng. Chúng ta đó là người mình, là mình đi vô cái chỗ mà mình không biết, tức là thất sơn đó. Thất sơn, chúng ta hay gọi là mình đang ở thất sơn. Thất sơn là gì? Tức là bảy cái điều mà nếu mà mình vẫn còn là phạm nhân thì bảy cái điều đó gọi là bảy pháp ngũ ngầm. Nhưng mà khi mình ráng vô khó, mình hành thiền tứ niệm xứ tới lúc nào đó thì bảy cái pháp đó nó trở thành thất giác chi. Nó cũng bảy, nhưng mà là bảy cái đà. Còn nếu mình ở dưới thì nó không bảy pháp ngũ ngầm, tức là bảy pháp tiềm miên thì là mình tự cho tự bị thương thôi. Thành ra mình có thể ở trong những cái điều kiện nào về mình nó xấu nhất hay không là tùy theo cái vị trí của nó.
Đức Phật sắp xếp là quý vị thấy rất là rõ ràng. Có những cái lúc mà Ngài nói cái này trước, có những lúc Ngài nói kia sau, là nó do vào số cái điều kiện mà cái người nghe, và cái điều kiện mà người chỉ có nói tới chỗ đó thì người nghe mới hiểu, còn nói cái khác cũng được ha, bởi vì theo nghiệp của mình đó, đi vào hướng nào thì sau này khi mình gặp Phật thì Ngài cũng giải thích những cái điều kiện liên quan tới như vậy mà thôi. Thành ra nhiều khi cho mình đọc cái có những cái điều đó mà mình thấy rõ ràng nó là một chuyện, nhưng mà Ngài nói với người này thì Ngài nói sao ngắn quá, còn Ngài nói với người kia thì Ngài nói dài, mà sao Ngài nói với người nọ, Ngài nói xong người nọ phải đi hỏi để cho mấy cái gì khác giải thích dùm nữa là bao nhiêu chuyện vậy đó, chứ không phải dễ. Phật pháp này là mình muốn nhìn nó sâu thì nó sâu, và nó cạn là nó cạn, và nó do cái bà là mật mình ít hay nhiều mà thôi, chứ mình không thể quyết định cái nào tốt cái nào xấu cả. Hôm nay cái nét nó thứ nhất là nét nó yếu, thứ hai nữa có lẽ là Phật tử vô bữa nay là vô để hành thiền là nó hơi không được sôi động cho lắm. Thành ra còn 5-6 phút nữa, thành đây còn 6 phút nữa chúng tôi xin được đi trị bệnh 6 phút đó. Thành ra tất cả phước báo phát sinh do pháp thoại trong ngày hôm nay, thế này là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần sinh nam sinh nữ trong đạo tràng có khá nhiều cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thải Giá, nam mô Thầm Mại Giá, nam mô Sẵn Khải Giá, nam mô Rất Tân Đất Tây Giá Xạ. Rồi ngài trưởng lão còn ở trong rùm MC hồi sám hối rồi hướng phước báo gì đó là mời ngài tụng kinh thuốc chúc nè. Nam mô Bích Thải Giá. Sa thú, dạ con kính tri ân ngài Liễu Tông rất là nhiều. Ngài đã dành thời gian quý báu của ngài và vô rung để giảng dạy, chỉ dạy cho chúng con những thắc mắc về những thắc mắc của mình trong lúc học pháp ạ. Dạ. Và sau đây con kính thỉnh bàn tay của ngài Trí Đức ạ. Con không biết ngài có trước máy không ạ. Con kính thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ con không biết ngài Trí Đức có trước máy không ạ. Cho con xin tín hiệu. Dạ rồi con không thấy ngài, chắc ngài cũng bận rồi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha chapumattha devanaka mahittika punyanno anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha chapumattha devanaka mahittika punyanno anumodantu chirang rakkhantu noru akasattha tha cha phum ma tha de wa na ga ma hit thi ca bun nhang no anu mo dan tu chi rang rak khan tu nya ta yo a ka sak tha cha phum ma tha de wa na ga ma hit thi ca bun nhang no anu mo dan tu chi rang rak khan tu pa ni no a ka sak tha cha phum ma tha de wa na ga Mahitika punyang no anumo dan tuchirang rakkhan tuno sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng cuốn thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng ơn ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức đã đến và quý cô chú Phật tử đã đến với đạo tràng. Dạ sau đây con xin xuống mic và Rum sẽ khép lại trong vài phút nữa ạ. Dạ con kính cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ chúc mọi người có một ngày an lành, một đêm an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ con xin xuống mic ạ.